hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 481, Lưu Manh có lý tưởng. Này, ông lão, tôi hỏi ông lần cuối, ông có đồng ý tìm vợ giúp tôi không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn la dân sinh. Nếu không tôi đánh cả ông. Được, tôi đồng ý yêu cầu của cậu, bây giờ cậu bắt phần tử khủng bố kia ra đây cho tôi. Vẻ mặt la dân sinh rất khó coi, nhưng lão nhanh chóng đưa ra quyết định. Lão có thể ngồi trên vị trí hiện tại, Tất nhiên phải có quyết đoán và sức phán đoán. Lão không biết Hạ Thiên là ai, nhưng lão vẫn hiểu hắn có năng lực hùng mạnh, hơn nữa còn chẳng nói lý lẽ. Bây giờ lão không còn cách nào khác ngoài đồng ý điều kiện của Hạ Thiên, nếu không siêu thị phát nổ, hậu quả sẽ rất khó thừa nhận. Sao ông không thông minh sớm một chút? Hạ Thiên nghe La Dân Sinh nói như vậy thì tâm tình tốt hơn một chút, sau đó hắn biến mất trước mặt La Dân Sinh. Lần này La Dân Sinh mở to mắt nhìn động tác của Hạ Thiên nhưng cuối cùng lão vẫn thất bại vẫn không nhìn rõ hạ thiên biến mất thế nào được rồi người giao cho ông hạ thiên lại hiện ra trước mặt la dân sinh lúc này trên tay có thêm một người đó là phần tử khủng bố vừa rồi la dân sinh khẽ thở ra một hơi lão vội vàng ra lệnh cho đám người cốc tử điền đang đứng lên mau đưa người đi gọi chuyên gia đến gỡ bom xuống sau đó thẩm vấn thật chặt nhất định phải hốt gọn đám phần tử khủng bố còn lại vâng cục trưởng Cốc tử điền lên tiếng, sau đó hắn không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, trong lòng rất căm tức nhưng lại có bất đắc dĩ, tất nhiên phần nhiều là ngạc nhiên. Tên khốn kia quá lợi hại. Này, ông lão, bây giờ đã giúp tôi tìm vợ chưa? Hạ Thiên đưa ảnh của Mộc Hàm cho La Dân Sinh. Audio điện tử võ tấn bền. Nhìn cho kỹ đi, đây là ảnh của vợ tôi, ông tranh thủ điều 60.000 tên đàn em ra tìm, đừng nói tôi không nhắc ông, nếu không giữ lời tôi sẽ xử lý ông." Vẻ mặt La Dân Sinh trở nên khó coi, dù sao lão cũng là cục trưởng cục công an thủ đô, bây giờ lại bị một tên thanh niên là Hạ Thiên uy hiếp. Nhưng khi thấy được hình của Mộc Hàm thì vẻ mặt lão chợt biến đổi, sau đó lại kinh ngạc hô lên một tiếng. "Điều này, đây không phải là Mộc Hàm sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Dân Sinh. "Ông lão, ông biết vợ tôi sao?" "Điều này, cậu là chồng của Mộc Hàm sao?" la dân sinh nhìn hạ thiên mà vẻ mặt có thêm chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút bình tĩnh trở lại tuy thân phận của mộc hàm khá bí ẩn nhưng thủ đô cũng có không ít người biết được thân phận thật sự của nàng la dân sinh thân là cục trưởng cục công an thủ đô là một người thật sự biết được thân phận chân chính của nàng lão biết nàng là đặc công của long tổ có quan hệ khá thân thiết với đệ nhất gia tộc triệu gia ở thủ đô hạ thiên nói mình là chồng của mộc hàm điều này làm cho la dân sinh có chút kinh ngạc vì lão cảm thấy chồng của Mộc Hàm không thể là kẻ vô danh. Nhưng Hạ Thiên nói mình là chồng của Mộc Hàm, với những biểu hiện khó tưởng vừa rồi, điều này rất có thể là thật, cũng chỉ những kẻ có năng lực khủng bố như vậy mới chính thức là chồng của một người đẹp như Mộc Hàm. Tôi đã gặp Mộc Hàm vài lần, cũng xem như có quen biết." La dân sinh mở miệng nói. "Bây giờ cô ấy mất tích rồi sao?" Nói nhảm, không mất tích thì tôi đi tìm làm gì?" Hạ Thiên tức giận nói ông biết vợ tôi thì quá tốt mau giúp tôi đi tìm tìm được thì điện thoại cho tôi trước tiên ông nên nhớ kỹ số điện thoại của tôi được la dân sinh gật đầu lão ghi nhớ số điện thoại của hạ thiên đồng thời cũng dùng điện thoại chụp ảnh của mộc hàm sau đó lão nói với hạ thiên tôi sẽ đưa ảnh của mộc hàm cho tất cả cảnh sát thủ đô sẽ giúp cậu tìm người tìm được tôi sẽ thông báo cho cậu vậy thì được tôi đi trước hạ thiên nói xong thì xoay người bỏ đi Hắn không muốn đặt tất cả kỳ vọng lên một người, hắn còn phải tìm thêm người hỗ trợ. Hạ Thiên nhanh chóng biến mất, La Dân Sinh vẫn không khỏi nhíu mày, lão nghĩ mãi mà không rõ, Mộc Hàm chẳng phải là đặc công của Long tổ sao? Thế nào lại mất tích ở thủ đô? Hơn nữa nếu Mộc Hàm thật sự mất tích thì người Long tổ sẽ phải đi tìm mới đúng, đồng thời còn có cả Triệu gia nhúng tay vào tìm kiếm, nhưng thực tế đám người này lại không đi tìm ngược lại một tên thanh niên xa lạ lại nhảy ra tự xưng mình là chồng của Mộc Hàm để gióng trống khua chiêng tìm người. "Cục trưởng, cứ để hắn ta đi như vậy sao?" Cốc Tử Điền không cam lòng hỏi một câu, hắn vẫn chưa đi. "Vậy cậu muốn thế nào?" La Dân Sinh có chút không vui. "Dù hắn ta vừa rồi làm những gì, cậu phải nhớ cho rõ, hắn ta đã cứu được không biết bao nhiêu sinh mệnh. Dù phương pháp làm việc của cậu ta không đúng, chúng ta cũng không truy cứu trách nhiệm, hiểu chưa?" biết rồi, cục trưởng. Cốc Tử Điền có chút bất đắc dĩ, không phải vì lời nói của cục trưởng, hắn bất đắc dĩ vì muốn truy cứu trách nhiệm của người ta cũng không được, bản lĩnh của tên khốn kia đúng là quá khó tưởng. Tạ Hiểu Phong là một lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh có lý tưởng. Trước nay lý tưởng của hắn là có một ngày trở thành đại lưu manh, có mười mấy thủ hạ, trên giường có vài người đẹp vui vầy. Đã từng có thời gian Tạ Hiểu Phong rất yêu mến cái tên của mình. Vì năm xưa hắn đã từng xem một quyển truyện sách kiếm hiệp viết về kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Nhân vật chính Tạ Hiểu Phong cực kỳ trâu chó, đánh đâu thắng đó, ngựa rực chó sói tung hoành khắp người các cô nàng đẹp như tranh. Nhưng đến một ngày Tạ Hiểu Phong cũng cảm thấy mình quá bi kịch, khi hắn cảm thấy cái tên Tạ Hiểu Phong của mình không có quá nhiều khác biệt với Tạ Đình Phong thì càng cảm thấy bi kịch. Nếu mình có bản lĩnh của kiếm thần Tạ Hiểu Phong, còn đẹp trai như Tạ Đình Phong, đồng thời không có bi kịch như bọn họ, mình sẽ sướng như khoai nướng. Tạ Hiểu Phong nghĩ như vậy, mà nếu như vậy thì hắn muốn có người đẹp sẽ có người đẹp, muốn có tiểu đệ sẽ có tiểu đệ. Nhưng lý tưởng thì rất đầy mà sự thật phú phàng, bây giờ Tạ Hiểu Phong vẫn chỉ là tiểu lưu manh, là một tiểu đệ của một đại ca có mười mấy đàn em. Mỗi khi đại ca có được người đẹp để làm ấm giường thì hắn cũng chỉ có thể đi ra tìm, gà, làm chút hoạt động, thư giãn. Bây giờ Tạ Hiểu Phong đang đứng trước một căn nhà lầu, bây giờ hắn đang chấp hành nhiệm vụ của đại ca, đó chính là ném bể kính đừng đua ném bể kính cũng là một nghệ thuật bây giờ phần lớn cửa kính đều có lưới bảo vệ muốn ném qua lưới mà đập bể kính hơn nữa lại không đập vào người ở bên trong thì độ khó là khá cao kẻ bình thường nào có làm được tạ hiểu phong lấy trong túi ra một cục đá đã chuẩn bị từ trước sau đó hắn ném đi âm thanh thủy tinh vỡ loảng xoảng truyền vào tai trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười tự hào nếu nói về kỹ thuật đập bể kính thì hắn là một tiểu đệ mạnh nhất trong đám thủ hạ của đại ca đúng lúc này sau lưng tạ hiểu phong lại vang lên một âm than hiếu kỳ. Này, ném kính thú vị sao? chương 482, mang anh đi tìm đại ca của chú. Tạ hiểu phong chợt sững sờ, hắn quay đầu và nhìn thấy một tên thanh niên ăn mặc bình thường dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Quan tâm làm gì? Tạ hiểu phong lập tức có phản ứng, hắn chừng mắt nhìn tên thanh niên, bộ dạng có vẻ rất hung ác. Nhìn cái gì mày, đừng xen vào chuyện của người khác nói gì vậy chú em tên thanh niên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tạ hiểu phong sau đó hắn cho tạ hiểu phong một tát muốn ăn đòn sao tạ hiểu phong đáng thương bị ăn một tát say sẩm mặt mày đầu óc kêu ong ong vài chục giây sau hắn mới kịp phản ứng hừ dám đánh ông sao ông giết chết mày tạ hiểu phong thân là một lưu manh có lý tưởng tất nhiên hắn sẽ dám đánh và dám liều mạng nếu muốn trở thành một đại lưu manh thì trước tiên phải là một tiểu lưu manh hợp cách có thể giúp đại ca đánh người, cũng có thể bị đánh thay cho đại ca. Vì vậy trước nay hắn luôn rèn luyện kỹ xảo đánh nhau, bây giờ hắn cần phải phát huy, vì vậy mà phóng về phía tên thanh niên khốn kiếp kia không chút do dự. Tạ Hiểu Phong mới chạy được hai bước thì phát hiện mình bay bổng lên, hơn nữa còn bay đi vài chục mét. Hắn cực kỳ hưng phấn trong lúc phát hiện mình đang phi hành, cuối cùng hắn cũng đã biết bay. Nhưng ngay sau đó hắn đã không vui sướng gì được, vì hắn phát hiện mình không biết bay, vì nếu là máy bay thì phải biết hạ cánh, còn hắn thì hạ cánh úp mặt xuống đất. Đáng mừng là hắn không phải máy bay, vì thế hắn không nổ tung tóe, hắn vẫn còn sống, chẳng qua chỉ có hơi đau mà thôi. "Này, chú muốn bay nữa không?" Âm thanh của tên thanh niên kia lại truyền vào tai Tạ Hiểu Phong. "Mày, mày, mày muốn thế nào?" Tạ Hiểu Phong bò lên, hắn dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn tên thanh niên. "Tao, tao là tiểu đệ của Đông ca." "Đông ca sao?" hạ thiên có chút hứng thú đông ca là đại ca của chú em sao đúng vậy sợ rồi hả mày khi thấy đối phương hỏi về đông ca thì tạ hiểu phong có chút đắc ý cũng không còn lắp bắp như vừa rồi tên thanh niên lại vung tay một cái tát rơi lên mặt tạ hiểu phong tạ hiểu phong lập tức choáng váng người này không nể mặt đông ca sao nhưng tạ hiểu phong còn đang định nói gì đó lại cảm thấy đau bụng tên thanh niên đá vào bụng hắn vì vậy mà hắn không khỏi gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bi kịch cồn chưa kết thúc tên thanh niên đá tạ hiểu phong vài cái làm cho tạ hiểu phong quay cuồng trên mặt đất đại ca đừng đánh em sai rồi xin anh đừng đánh tạ hiểu phong cuối cùng cũng không gắng ngượng được mà phải cầu xin tha thứ đừng gọi anh là đại ca chú không xứng là tiểu đệ của anh tên thanh niên lại bất mãn đã tạ hiểu phong một cước tạ hiểu phong khóc không ra nước mắt đại gia em gọi anh là đại gia xin anh đừng đá em anh già vậy sao tên thanh niên càng mất hứng vì vậy hắn tiếp tục đá tạ hiểu phong vậy anh muốn gọi thế nào tạ hiểu phong lập tức muốn phát khóc hắn chỉ đập bể một cửa kiếng mà thôi đáng tội lớn thế này sao à nếu không muốn tiếp tục bị đánh thì đưa anh đi gặp đại ca của chú tên thanh niên cuối cùng cũng dừng tay hắn lười biếng nói được được em đưa anh đi gặp Đông Ca. Tạ Hiểu Phong liên tục nói, hắn đã không còn quan tâm tên thanh niên kia gặp Đông Ca làm gì, vì những bẩn lĩnh chịu đòn của hắn không phát huy chút tác dụng nào trước mặt tên thanh niên kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn toi đời, thân là một lưu manh có lý tưởng, hắn sao có thể để mình ra đi nhanh như vậy? Như thế sao còn thời gian thực hiện lý tưởng? 10 phút sau Tạ Hiểu Phong đưa tên thanh niên vào một quán pizza, bây giờ trong quán không có ai, bên trong chỉ có một người đàn ông đầu bóng láng hơn 30 đang chơi pizza với một người phụ nữ hơn 20. Người phụ nữ này cũng không tệ, cũng tính là người đẹp, cách ăn mặc nóng bỏng, vừa chơi bóng vừa khiêu khích tên đầu bóng. Đông ca, anh đánh rất tốt. Người đẹp nũng nịu nói. Anh còn có một môn bóng rất tốt, tối nay em có muốn thử trò hai bóng một gậy không? Tên đầu bóng nhìn bộ ngực của người đẹp rồi nói. Được. Người đẹp nũng nịu nói đông ca anh nói có đáng tin không đấy ai àm chẳng biết đông ca rất giữ chữ tín tên đầu bóng chuyển sang chơi bóng trên núi hắn vuốt ve người đẹp vài cái rồi cười ha hả nói đúng lúc này tạ hiểu phong đi đến dùng giọng bất an nói đông ca tiểu phong là cậu sao xong việc rồi chứ khi thấy tạ hiểu phong thì tên đầu bóng hơi nhíu mày nhưng thấy tên thanh niên đi bên cạnh tạ hiểu phong thì hắn hỏi tiếp thế nào thu tiểu đệ sao Nhìn qua cũng không tệ, nên bồi dưỡng cho tốt, sẽ có tương lai. Thằng ngu, nói gì vậy? Tạ Hiểu Phong còn chưa mở miệng thì tên thanh niên đi bên cạnh đã nói ngay. Tên đầu bóng có chút sướng sốt, hắn bị người ta mắng ngay trên địa bàn của mình sao? Lúc này người đẹp chơi bóng với tên đầu bóng lại bất bình. Cậu là ai? Sao dám nói chuyện với đông ca như vậy? Người quái dị cút ngay. Tên thanh niên chừng mắt nhìn người phụ nữ quái dị người đẹp chợt nổi điên cậu cậu vừa nói ai là người quái dị ngu như heo tên thanh niên mắng một câu sau đó hắn nhìn tên đầu bóng này dưới tay chú có bao nhiêu người tiểu tử cậu muốn biết thủ hạ của anh có bao nhiêu người sao nhìn xung quanh thì biết tên đầu bóng hử lạnh một tiếng tên thanh niên quay đầu nhìn hắn thấy trong quán pizza là một đám lưu manh vì vậy mà có chút thất vọng chú có bấy nhiêu tên tiểu đệ thôi sao có lầm không vậy, thế này mà là đại ca sao, chú làm vậy không sợ chết à. Tên đầu bóng bị tên thanh niên mắng mà chợt sướng sờ, ngay sau đó hắn lại nổi giận. Hừ, ông có ít tiểu đề cũng đủ, tất cả tiến lên, làm thịt thằng nhóc này cho ông. Khi nhận được lệnh của đại ca thì đám lưu manh đồng loạt ra tay, sau đó liên tục có người kêu thảm và tung bay, một phút sau người nằm đầy đất, ngay cả người đẹp quái dị cũng nằm xuống. Tên đầu bóng vẫn còn đứng, Ngoài hắn ra thì còn có một người nữa là Tạ Hiểu Phong, hắn sáng suốt đứng bên cạnh không ra tay, vì vậy không bị đòn. Thằng ngu, trên chú em còn có đại ca không? Tên thanh niên chừng mắt nhìn tên đầu bóng rồi dùng giọng bất mãn hỏi. Cậu, cậu muốn gì? Giọng nó của đông ca trở nên mất tự nhiên, tên kia đánh đấm quá ghê gớm, hèn gì lúc nãy trách hắn có quá ít tiểu đệ. Nếu có thì lập tức đưa anh đi gặp. Tên thanh niên chừng mắt nhìn đông ca, bộ dạng rất khó chịu. Nếu chú không có đại ca, anh sẽ đánh chú, sợ rằng chú gánh không nổi đâu. Chương 483, không đánh không nghe. Không biết anh bạn lăn lộn giang hồ ở đâu, tôi nào đắc tội với cậu. Đông ca nở nụ cười miến cưỡng. Cậu vô duyên vô cớ đến đập phá ở địa bàn của tôi, hình như có chút quá mức. Đừng nói nhảm, chú còn đại ca ở bên trên không? Có thì mang anh đi, không anh đánh cho bỏ bú. Tên thanh niên trừng mắt nhìn Đông ca này anh bạn chuyện gì phải làm đến mức tuyệt tình như vậy tất cả mọi người cùng trong giang hồ có gì cũng phải nói lý lẽ chứ cậu tốt xấu gì cũng phải đông ca lúc này cảm thấy phát lạnh dù sao người này cũng đánh đấm rất khủng bố nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất uất ức hắn bẻ mặt trước mắt đám đàn em sau này còn làm ăn gì nữa nhưng đông ca còn chưa nói dứt lời thì tên thanh niên đã đá lên người hắn sau đó dùng giọng bất mãn nói ai là anh bạn với chú em ai cùng lăn lộn giang hồ với chú, các chú không ăn đòn thì không nghe lời phải không, anh thỏa mãn ước nguyện cho các chú. Tên thanh niên vừa mắng vừa dùng chân đá lên người đông ca, tạ hiểu phong ở bên cạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn đông ca đang lăn lộn trên mặt đất, đồng thời thầm cảm thấy mình may mắn. May mà lúc đó hắn bị đá trên đường rộng, lắn qua lăn lại cũng không bị chướng ngại vật cản đường. Nhưng bây giờ đông ca lại khác, đây là quán pizza, khắp nơi là bàn pizza, Đại ca lăn qua lăn lại không đụng đầu vào chân bàn cũng đụng lưng, đúng là quá thảm. Đám tiểu đệ khác của Đông ca lại trợn mắt há mồm, bọn họ vừa bị đánh ngã xuống đất, sau khi đứng lên lại phát hiện đại ca mình đang bị người ta đá như đá bóng. Trước đó bọn họ còn trông cậy vào bản lĩnh của đại ca để rửa nhục cho mình, xem ra bây giờ đại ca còn nhục hơn con trùng trục. "Điều này, đại ca, anh muốn tìm đại ca của Đông ca sao?" "Em, em biết đại ca của Đông ca ở đâu, hay là em đưa anh đi?" Tạ Hiểu Phong lúc này đột nhiên đưa ra quyết định, hắn lấy hết dũng khí mới dám nói ra. Sao? Tên thanh niên cuối cùng cũng không tiếp tục đã đông ca, sau đó hắn quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong. Chú biết đại ca của tên này ở đâu sao? Biết, đại ca của đông ca là Mãnh Ca, gần đây Mãnh Ca thường hay uống trà ở quán Mính Duyên. À, vậy thì tốt, vậy chú đưa anh đi. Tên thanh niên khẽ gật đầu, sau đó hắn dẫm chân lên người tên đông ca rồi dùng giọng bất mãn nói lãng phí thời gian của anh á à, đông ca kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu tạ hiểu phong thầm tắc lưỡi sau đó hắn lại cảm thấy mình quá sáng suốt vị đại gia này không biết xuất hiện từ đâu mà bản lĩnh đánh người quá trâu chó đi thôi tên thanh niên đi ra khỏi quán pizza vâng đại ca tạ hiểu phong vội vàng theo tên thanh niên ra ngoài tên thanh niên dùng giọng bất mãn nói một câu đừng gọi anh là đại ca anh không phải là đại ca của chú anh là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, chú có thể gọi anh là Thiên ca. Vâng, Thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng sửa lại cách xưng hô, sau đó hắn cẩn thận hỏi. Thiên ca, anh không phải người thủ đô sao? Không phải. Hạ Thiên trả lời. Thiên ca, vậy anh không quen thuộc thủ đô phải không? Tạ Hiểu Phong lại hỏi. Nói nhảm. Hạ Thiên tức giận nói, hắn lần đầu tiên đến thủ đô sao quen thuộc cho được. Thiên ca, không gạt anh, tuy tạ hiểu phong em năm nay mới 20 nhưng từ nhỏ đã lăn lộn thủ đô, rất quen thuộc nơi đây. Nếu anh muốn đi tìm ai hay muốn đến đường nào thì chỉ cần hỏi em là được. Tạ Hiểu Phong bắt đầu phát huy tài ăn tục nói phét của mình. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong. Chú thật sự quen thuộc thủ đô sao? Tất nhiên rồi, em nào dám gạt Thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói, hắn cũng không nói dối, từ khi vài tuổi đã theo cha mẹ vào thủ đô, sau đó rong rồi khắp hang cùng ngõ hẻm, có thể nói là lăn lộn khắp nơi, quen thuộc thủ đô như nhà mình. À, chú biết dưới tay mãnh ca kia có bao nhiêu tiểu đệ không? Hạ Thiên Thuận miệng hỏi. Điều này, ít nhất cũng là vài trăm. Tạ Hiểu Phong có chút trần trừ rồi nói. Vài trăm mạng thôi sao? Hạ Thiên có hơi thất vọng. Chú biết trên thằng kia còn đại ca nào không? Thiên ca, trên mãnh ca còn đại ca nữa, nhưng em cũng không biết đại ca kia là ai điều này phải hỏi mãnh ca mới được tạ hiểu phong dùng giọng ngượng ngùng trả lời hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tạ hiểu phong chú còn nói quen thuộc thủ đô rõ ràng không biết gì tạ hiểu phong nở nụ cười ngượng ngùng trong lòng thầm buồn bực xem ra biểu hiện của mình vẫn không quá tốt đừng nói nhảm mau đưa anh đến quán trà kia hạ thiên nói thêm vâng thiên ca tạ hiểu phong liên tục gật đầu anh đi theo em. Quán trà Mính Duyên có thể nói là khá lớn, chưa nói đến những phòng riêng, chỉ là đại sảnh cũng kê được hơn 10 bàn, tất cả các bàn đều ngồi chật người nhưng thật sự uống trà chỉ có một người đàn ông khoảng 40 tuổi mà thôi. Người đàn ông này có gương mặt đầy đặn, vóc dáng khôi ngô, vẻ mặt hung tướng làm người ta nhìn thấy lần đầu sẽ biết ngay loại này chẳng tốt lành gì. Nhưng hắn lại mặc tây trang, ăn mặc nhã nhặn, động tác uống trà cũng rất nhã nhặn, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ là ra vẻ mà thôi. Bà chủ, đến đây anh hỏi chút. Tên đàn ông chợt vỗ bàn quát lớn, bộ dạng nhã nhận biến mất như chó chạy bờ rào. Một thiếu phụ hơn 30 đi đến, nàng có gương mặt xinh đẹp, mặc sườn xám, dáng người tương đối mướt, trên mặt là nụ cười nở rộ, nàng cẩn thận hỏi. Mãnh ca, anh có gì cần phân phó? Anh hỏi cô, tiểu phương đâu? Tên đàn ông nổi giận. Hôm nay sao không có ở đây? Bà chủ vẫn nở nụ cười. Mãnh ca, anh không biết đấy thôi, sáng sớm Tiểu Phương cảm thấy không khỏe, buổi sáng điện thoại cho em xin nghỉ, mấy ngày nay cũng không đi làm. Đừng lăn tăn với ông. Tên đàn ông hừ một tiếng. Này bà chủ, nếu em còn muốn mở quán trà thì lập tức gọi Tiểu Phương đi làm. Mãnh ca, Tiểu Phương thật sự đã sinh bệnh. Bà chủ ra vẻ khó xử. Bốp, bà chủ còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị tên đàn ông cho một tát, âm thanh vang dội, gương mặt trắng nõn của nàng cũng xuất hiện năm dấu ngón ta đỏ bừng. Ông nể mặt mày mà còn bố láo sao? Tên đàn ông ném ly trà. Mày ra ngoài hỏi xem, có đứa nào dám bố láo với mãnh ca anh? Mãnh ca, em, em nào dám đùa giỡn anh? Bà chủ bụng lấy mặt, nàng cố gắng nặn ra nụ cười. Nhưng, nhưng tiểu phương thật sự, đã sinh bệnh, em cũng không thể ép buộc cô ấy đi làm. Vậy thì được, ông sẽ đi tìm cô ấy, nếu cô ấy không sinh bệnh thì ông đập nát quán trà của mày." Mãnh Ca hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đứng lên rồi vung tay. "Để hai đứa ở lại, đám còn lại đi theo anh." Chương 484: Mãnh Ca nhưng không mạnh. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt bà chủ trở nên trắng bệch. N. Biết nếu Mãnh Ca đến tìm Tiểu Phương, như vậy sẽ rất phiền toái. Vì nàng biết Tiểu Phương không sinh bệnh, chẳng qua chỉ muốn tránh né Mãnh Ca mà thôi. Theo tin đồn thì gần đây Mãnh Ca nói một là một sẽ không hai, đến lúc đó nếu hắn muốn đập quán của nàng, khẳng định kết quả này là thật, đây cũng coi như một kết quả tốt, nàng không dám nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng. Bà chủ mở quán trà này đã được vài năm, đã từng nghe qua nhiều tin đồn về vị Mãnh Ca này, nghe nói bên ngoài còn có một tên hiệu khác, đó là Tam Mãnh Ca. Gọi là Tam Mãnh vì vừa đánh nhau mạnh mẽ, vừa uống rượu mạnh, vừa mạnh mẽ khi chinh chiến trên giường một người đàn ông uống rượu mạnh như rồng mà đột nhiên đến uống trà hàng ngày điều này là không bình thường thực tế mãnh ca này cũng không phải loại người thích trà chẳng qua hắn chỉ vừa ý nhân viên phục vụ tên là tiểu phương ở quán trà mà thôi nghe nói trước kia mãnh ca thích người nào sẽ dùng tiền cướp lấy hoặc là cưỡng đoạt về chuồng nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy mình có thân phận hơn không thể dùng thủ đoạn hạ lưu như trước vì vậy hắn đưa đám đàn em đến đây uống trà hàng ngày hắn muốn dùng phương pháp đặc thù này để làm cho tiểu phương tình nguyện đi theo. Nhưng tiểu phương không tình nguyện, vì vậy ngày hôm nay nàng quyết định không đi làm, vì vậy mà mãnh ca cũng không còn giả vờ nhã nhặn, hắn trở về diện mạo thật sự. Bà chủ nhìn mãnh ca đưa đám tiểu đệ rời khỏi quán trà, trong lòng nàng rất lo lắng nhưng không có biện pháp gì, nàng không có năng lực ngăn cản. Bây giờ nàng chỉ còn cách cầu nguyện cho tiểu phương không có việc gì, đồng thời cũng cầu nguyện cho mình không có việc gì nhưng đúng lúc này cũng có hai người đi vào quán trà vừa đúng lúc đến chặn đường mãnh ca mãnh ca đang cảm thấy cực kỳ khó chịu đột nhiên có người cản đường mình tất nhiên sẽ càng không vui sướng gì hắn hất đầu lên nói cút ngay cho ông đáng tiếc là hai tên kia không cút đi tên thanh niên đi trước chợt nói một câu tên ngu ngốc này là mãnh ca sao thiên ca anh ta anh ta là mãnh ca tên thanh niên ở phía sau dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mãnh ca sau đó hắn trả lời. Hai người này rõ ràng là Hạ Thiên và Tạ Hiểu Phong, bọn họ đến rất đúng lúc, nếu không sẽ chẳng gặp được Mãnh ca. Tiểu tử, muốn chết phải không? Hừ, mày chán sống sao? Dám nói với Mãnh ca như vậy sao? Mãnh ca, em xử lý thằng này nhé. Sau lưng Mãnh ca có người lớn tiếng mắng mỏ, chỉ cần Mãnh ca ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ tiến lên cho Hạ Thiên thành tám mảnh. Hạ Thiên lúc này ra tay như chớp hắn đột nhiên chụp lấy cổ tay trái của mãnh ca, sau đó dùng sức kéo, một tiếng rác vang lên, mãnh ca hét thảm một tiếng. À, con bà mày, mày, mày dám vặn gãy tay tao. Mãnh ca đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn liên tục nói lắp. Đám người sau lưng mãnh ca chợt sững sốt, tên khốn nạn nào không sợ chết dám đánh mãnh ca. Còn tạ hiểu phong thì lén sùng bái hạ thiên, thiên ca này đúng là rất trâu, ai cũng dám đánh, nếu một ngày nào đó hắn cũng đến mức như vậy thì cuộc đời này không ổn. Hạ thiên tung ra một đá, vừa lúc chúng chân mãnh ca, lúc này mãnh ca lại kêu thảm một tiếng, sau đó chân mềm nhũn quỵ xuống đất, chân đã gấy, hắn căn bản không đứng vững, không thể không quỵ. Hừ, con bà nó thất thần làm gì, mau phế thằng này cho ông, á. Mãnh ca còn chưa mắng xong lại kêu lên thảm thiết, lần này chân còn lại cũng bị đá gấy. Chỉ trong khoảnh khắc có tứ chi thì ba chi đã bị gấy, chỉ còn lại một cánh tay nguyên vẹn. Lúc này đám tiểu đệ của Mã Ca cuối cùng cũng kịp phản ứng, tất cả đều tức giận đánh về phía Hạ Thiên, nhưng bọn họ còn chưa tiếp cận thì đã bay hẳn lên không. Sau đó Tạ Hiểu Phong đứng ngoài bàng quan chợt nhìn thấy một tình cảnh tương đối quỷ dị, bọn họ thấy đám người bay múa trong đại sảnh, sau đó lại rơi xuống. Điều này cũng không đáng là gì, nhưng vấn đề là đám người kia đều rơi xuống ghế, sau đó đại sảnh lại rất chỉnh tề, người nào cũng ngồi trên ghế rất quy củ giống như không có chuyện gì điều này phải trâu chó thế nào mới làm được như vậy đúng là khủng bố còn hơn cả cao thủ trong tiểu thuyết tạ hiểu phong có chút kích động cũng có chút hưng phấn vì hắn đột nhiên phát hiện ra hắn muốn đạt đến cấp bậc như vị thiên ca kia thì phải chờ kiếp sau bà chủ quán trả lại há hốc mồm vẻ mặt không tưởng nàng đang nằm mơ sao nếu không thì sao được nhìn thấy tình cảnh này mãnh ca đã đau đến mức bất tỉnh nhưng thấy tình cảnh kia cũng ớn lạnh hắn đã lăn lộn đến cấp bậc này tất nhiên ánh mắt sẽ khác biệt, chỉ cần chiêu thức đó của đối phương cũng đủ cho hắn biết không dễ trêu vào, ít nhất tình hình bây giờ là như vậy. Đúng lúc này Hạ Thiên đã nói với Mãnh Ca. "Này, ngu ngốc, anh hỏi chú một chuyện, chú muốn tứ chi gãy hay ngũ chi gãy?" "Thế nào là gãy cả ngũ chi?" Mãnh Ca vô thức hỏi một câu. "Ngốc thế chú, ngũ chi là hai tay hai chân và thằng em." Hạ Thiên tức giận nói. Mãnh Ca vã mồ hôi hột, hắn cười sầu thảm nhưng nhìn mặt lại có vẻ rất dữ tợn anh bạn có gì phải tuyệt tình như vậy tôi có thâm cửu đại hận gì với cậu sao loại người như chú làm sao xứng có thù hận với anh hạ thiên có chút khinh thường nếu chú muốn tứ chi còn nguyên thì tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho đại ca để hắn đến đây gặp anh vẻ mặt mã ca biến đổi cậu muốn gặp đại ca của tôi sao nói nhảm lỗ tai chú có vấn đề sao hạ thiên bất mãn nói đại ca của tôi không phải tùy tiện có thể gặp được, á. Mãnh ca còn chưa nói xong thì đã hết thảm, chân lập tức chật khớp. Anh bận rộn lắm, không có thời gian, nhanh lên, không anh xử lý chú. Hạ thiên rất mất kiên nhẫn, hắn cũng không muốn cứ phải chạy tìm người khắp nơi. Mày, mày hung ác, á. Mãnh ca đau đến mức cơ mặt vặn vẹo. Được, mày, mày muốn gặp đại ca của tao sao? Tao, tao cho mày gặp, á, đưa, đưa điện thoại đây nhanh lên, không anh dẫm chân lên người bây giờ. Hạ thiên thúc giục, mãnh ca cuối cùng cũng không dám nói nhảm, hắn cố nén đau để dùng tay phải chưa bị gãy lấy điện thoại ra bấm số. Hằng ca, em, em là mãnh tử. Chương 485, anh quyết định thu chú làm tiểu đệ. Công ty bảo vệ Trung Hằng có thể nói là công ty bảo vệ lớn nhất thủ đô, nhân viên công ty có hơn 3.000, nghiệp vụ của công ty chính là phục vụ công tác bảo vệ cho các khu dân cư trong thủ đô. Danh tiếng của công ty này tương đối khá, những khu dân cư thuê bảo vệ của công ty Trung Hằng đều rất an toàn, hầu như rất ít khi phát sinh những vụ trộm cắp. Nhưng nếu so sánh với những công ty bình thường thì Trung Hằng thu phí mắc hơn rất nhiều, tất nhiên vì muốn an toàn mà trả giá cao hơn cũng chẳng ngại. Hơn nữa nếu nói theo đúng thực tế thì tiền cũng không nhiều, chẳng qua có hơi mắc hơn những công ty bảo vệ khác mà thôi. Thực tế công ty Trung Hằng thành lập trong thời gian khá ngắn, đại khái là mới được 3 năm chỉ trong vòng 3 năm mà công ty Trung Hằng đã phát triển mạnh nhất thủ đô, đây chẳng qua chỉ là Trung Hằng có những thủ đoạn đặc thù, nói cách khác là thủ đoạn phi pháp. Những thủ đoạn này nói đơn giản cũng là đơn giản, nếu khu dân cư nào đó không thuê bảo vệ của Trung Hằng thì chắc chắn không được yên tĩnh, nếu không phải bị hát nước bẩn thì cũng bị ném vỡ cửa kính, thậm chí còn bị khóa từ bên ngoài. Tuy những sự kiện này không đáng là gì nhưng rất phiền phức, nếu bỏ tiền ra thuê bảo vệ của Trung Hằng thì tất cả sẽ chẳng còn gì trật tự trị an lại tốt đẹp hẳn lên, đám trộm cắp phá hoại đều tự động lui binh. Những công ty quản lý các khu dân cư thuê bảo vệ của Trung Hằng và cảm thấy hiệu quả tốt hơn hẳn, tất nhiên bọn họ sẽ thỏa mãn. Dù sao người ta thu tiền và làm việc, hơn nữa bảo vệ rất tốt, dù mắc một chút nhưng cũng làm cho danh tiếng của công ty quản lý được đẩy mạnh, thật ra đây là chuyện tốt. Tóm lại công ty bảo vệ Trung Hằng chỉ đưa ra chút thủ đoạn đơn giản nhưng chiếm lĩnh thị trường bảo vệ ở thủ đô tất nhiên những thủ đoạn đó nói là đơn giản nhưng làm mới khó. Trước tiên phải cho người đi khắp các khu dân cư, không bị người ta bắt, tất nhiên phải cần nhân thủ. Sau đó, khi thành công thì phải cử bảo vệ vào làm việc đúng chức trách, nếu so sánh thì điều này khó hơn điều trên. Nhưng đối với công ty Trung Hằng thì chẳng có gì là khó, vì ông chủ của Trung Hằng chính là một nhân vật đại ca nổi danh thủ đô, biệt hiệu Hằng ca, tên đầy đủ là Nhâm Trung Hằng. Nhâm Trung Hằng có rất nhiều tiểu đệ có nhiệm vụ đi phá hoại, sau khi bảo vệ được vào khu dân cư nào đó để công tác, đám lưu manh biết rõ sẽ không còn vào trong khu này, tất nhiên sẽ không còn bị phá hoại, công ty Trung Hằng có được ưu thế phát triển không ngờ. Tất nhiên Nhâm Trung Hằng vẫn cảm thấy chưa đủ, mục tiêu của hắn là toàn bộ thủ đô đều phải sử dụng bảo vệ của mình. Dù mục tiêu này quá truy cầu sự hoàn mỹ, nhưng bây giờ hắn đang cố gắng vì điều đó. Bây giờ tâm tình của Nhâm Trung Hằng tương đối khá, vì hôm nay lại có thêm vài công ty quản lý khu dân cư đến ký hợp đồng. Bảo vệ của công ty Trung Hằng lại tiến vào công tác ở hơn 10 khu mới. Nhưng một cuộc điện thoại đột nhiên đã quét sạch tâm tình tốt đẹp của Nhâm Trung Hằng, mãnh tướng đắc lực nhất dưới tay hắn bị người ta vặn gãy hai chân một tay. Bây giờ tên khốn gì kia còn tuyên bố phải gặp Nhâm Trung Hằng, đây rõ ràng là khiêu khích khó thể tha thứ. Ngô Cương, Trương Việt, hai chú theo anh. Nhâm Trung Hằng cúp điện thoại và kêu hai tên thủ hạ xịn nhất sau đó vội vàng rời khỏi tòa nhà trung hằng đến quán trà mính duyên quán trà mính duyên hạ thiên ngồi bên cạnh bàn có chút nhàm chán thiên ca mời anh uống trà tạ hiểu phong dù có chút sợ hãi mãnh ca nhưng hắn vẫn ân tình bưng trà cho hạ thiên hắn cảm thấy đây là một cơ hội biểu hiện khó kiếm nếu không nắm bắt thì sau này chẳng còn hạ thiên nhận ly trà uống một ngụm sau đó tán thưởng một câu cũng không tệ lắm thiên ca vậy em rót cho anh một ly nữa. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Được. Hạ Thiên đưa ly cho Tạ Hiểu Phong rồi liếc mãnh ca ở bên cạnh, hắn bất mãn nói. Này, sao đại ca của chú còn chưa tới? Mãnh ca còn chưa nói lời nào thì có ba tên đàn ông từ ngoài cổng đi vào, người đi đầu khoảng 40, da trắng nón, tướng mạo đường đường. Người này ăn mặc rất hợp thức, giày tây, áo sơ mi. Sau lưng người đàn ông trung niên nửa thước là hai tên đàn ông chưa đến 30, ánh mắt hai người này rất lợi hại, nhìn qua cũng có vẻ rát bạo lực, rõ ràng thân thủ rất tốt. Tên đàn ông hơn 40 quét mắt nhìn qua phòng trà, ngay sau đó hắn thấy mãnh ca, cuối cùng ánh mắt rơi lên người hạ thiên. Cậu muốn gặp tôi sao? Chú là đại ca của đám ngu ngốc này sao? Hạ thiên chỉ mãnh ca đang nằm trên mặt đất. Hằng ca! Lúc này mãnh ca cũng dáng lê lết bắt chuyện với người đàn ông vừa đến. Tên đàn ông khe gật đầu với mãnh ca, sau đó hắn quay sang nhìn Hạ Thiên. Tôi là Nhâm Trung Hằng, Mãnh Tử là thủ hạ của tôi, không biết các hạ xưng hô thế nào. Anh là Hạ Thiên, Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên Trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Hạ Thiên nhìn Nhâm Trung Hằng. Dưới tay chú có bao nhiêu đàn em? Cái gì? Nhâm Trung Hằng chợt sướng sờ. Anh hỏi chú có bao nhiêu đàn em? Hạ Thiên có chút mất vui, tên này làm đại ca thế nào vậy? tai lãng vậy còn làm ăn gì? không nhiều lắm, chỉ khoảng 10 ngàn mà thôi. Nhâm Trung Hằng cười nhạt một tiếng. Hạ tiên sinh muốn gặp tôi chỉ hỏi vấn đề này thôi sao? À, còn có một vấn đề, trên chú còn có đại ca nào không? Hạ thiên tiếp tục hỏi, 10 ngàn cũng ngon, tuy không nhiều nhưng chẳng ít. Tôi đã từng có đại ca nhưng tất cả đều là chuyện xưa. Nhâm Trung Hằng cười nhạt một tiếng. Nếu Hạ tiên sinh không còn lời gì để hỏi, bây giờ nên trả lời câu hỏi của tôi, không biết cậu đánh bị thương nhiều thủ hạ và gọi tôi đến đây để làm gì? Suốt cuộc cậu muốn gì? Nói vậy chú không còn đại ca nữa sao? Hạ Thiên có vẻ tiếc hận, sau đó hắn nói với Nhâm Trung Hằng. Nếu đã như vậy, xem như hôm nay chú may mắn, anh thu chú làm tiểu đệ. Cái gì? Nhâm Trung Hằng tưởng lỗ tai của mình có vấn đề, thật ra không riêng gì hắn, tất cả đám người ở đây đều nghi ngờ tai mình có vấn đề, kể cả tạ Hiểu Phong lỗ tai của chú có vấn đề sao? Hạ Thiên bất mãn. Anh nói thu chú làm tiểu đệ, chú không nghe rõ sao. Đám người nhâm trung hằng nhìn Hạ Thiên như thấy người điên, sau vài giây sau ai cũng cười lên ha ha. chương 486, mạnh tay thu tiểu đệ. Nhâm trung hằng đang cười, những người khác trong quán trà cũng dùng ánh mắt nhìn kẻ bệnh tâm thần nhìn Hạ Thiên, người này muốn thu đại ca làm tiểu đệ sao. Hơn nữa còn nói đại ca có vận may, đúng là quá điền cuồng. Thú vị, đúng là rất thú vị. Nhâm Trung Hằng cuối cùng cũng ngừng cười, sau đó hắn vỗ nhẹ bàn tay. Tôi ở thủ đô nhiều năm, cậu là người đầu tiên nói muốn thu tôi làm tiểu đệ. Hạ tiên sinh, cậu xác nhận muốn thu tôi làm tiểu đệ sao? Nói nhả, anh không có thời gian nói giỡn với chú. Hạ thiên tức giận nói. Dựa theo những gì cậu vừa nói, làm tiểu đệ của cậu là tốt sao? Nhâm Trung Hằng lại hỏi, hắn bấy giờ đã bắt đầu hoài nghi mình gặp phải một kẻ điên, nhưng hắn cũng không để ý đến chuyện chơi đùa với một kẻ điên. Tất nhiên là chú có vận may, chú cho rằng người nào cũng có thể làm tiểu đệ của anh sao. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhâm Trung Hằng. Rất nhiều người cầu xin làm tiểu đệ của anh mà không được. Nói vậy điều này thật sự là chuyện tốt với tôi. Nhâm Trung Hằng cười nhạt một tiếng. Nhưng gần đây tôi không thích chuyện tốt, hạ tiên sinh cứ đi tìm người khác mà nhận làm tiểu đệ thế nào không được hạ thiên từ chối đây là lần đầu tiên anh đây chủ động muốn nhận tiểu đệ nếu chú không đồng ý thì chẳng phải anh rất mất mặt sao nhâm trung hằng vẫn cười nhưng giọng nói cũng dần trở nên lạnh lùng nói vậy các hạ muốn cưỡng ép thu tiểu đệ sao nếu chú ngoan ngoãn thì anh còn cưỡng ép làm gì hạ thiên không cho là đúng nhâm trung hằng cười lạnh tôi muốn biết làm tiểu đệ của các hạ có điểm gì tốt đơn giản thôi làm tiểu đệ của anh chú cơ bản không bị ai ức hiếp hạ thiên nhìn chằm chằm vào nhâm trung hằng đến khi chú làm tiểu đệ của anh ngoài anh và vợ anh trên đời này không có ai ức hiếp chú đây mà là tốt sao nhâm trung hằng cười lạnh một tiếng nhưng đáng tiếc là tôi bây giờ đang ở thủ đô và cũng chẳng có ai dám ức hiếp như vậy nếu bây giờ chú không làm tiểu đệ của anh sợ rằng anh sẽ ức hiếp chú Hạ Thiên chừng mắt nhìn Nhâm Trung Hằng, bây giờ hắn đang mất hứng. Nhâm Trung Hằng cười nói. Được rồi, tôi còn muốn xem tư vị khi bị người ta ức hiếp là thế nào. Vậy anh thỏa mãn nguyện vọng của chú. Hạ Thiên đột nhiên vươn tay phải ra như chớp, hắn chụp lấy cổ của Nhâm Trung Hằng, sau đó khẽ dùng sức. Gương mặt Nhâm Trung Hằng đỏ bừng bừng, hắn muốn nói nhưng không nên lời, thậm chí còn khó thể hít thở. Buông giám đốc Nhâm ra hai tên nhâm trung hằng mang theo chợt hét lên cút hạ thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai tên kia muốn chết hai tên đàn ông quát lên sau đó đánh về phía hạ thiên hạ thiên mất kiên nhẫn tay trái nhanh chóng đấm ra hai quyền ngay sau đó nghe được hai tiếng kêu thảm thiết hai người kia hầu như cùng bay ra ngoài và ngã xuống đất cuối cùng cũng không thể đứng lên sau đó hạ thiên khẽ buông lỏng tay phải đang bóp lấy cổ nhâm trung hằng nếu chú còn chê anh ức hiếp là chưa đủ anh có thể tiếp tục. Nhâm Trung Hằng bị Hạ Thiên bóp cổ mà vẻ mặt rất khó coi, không phải chỉ vì Hạ Thiên bóp cổ, căn bản là hắn phát hiện hai người mình mang theo bị Hạ Thiên thu phục quá dễ dàng. Phải biết rằng đây là hai tên thủ hạ mà hắn tin tưởng nhất, đều là bộ đội đặc trùng suốt ngũ, hắn luôn tin hai người này có thể bảo vệ mình, nhưng bây giờ so sánh với Hạ Thiên thì chẳng khác nào rùi mũi. Tôi thừa nhận cậu đánh đấm rất tốt, nhưng trên thế giới này quả đấm cũng không giải quyết được tất cả vấn đề nhâm trung hằng nhìn chằm chằm vào hạ thiên hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế xem ra chú còn chưa bị ức hiếp đầy đủ hạ thiên thì thào nói hắn lại vươn tay phải lần này không phải chụp lấy cổ mà chụp lấy tay nhâm trung hằng hắn khẽ bóp một tiếng rác vang lên tay trái của nhâm trung hằng bị bẻ gãy á à, nhâm trung hằng kêu gào thảm thiết trên mặt là vẻ đau đớn tột độ anh đã lâu chưa dùng biện pháp này đối phó với kẻ khác Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói một câu, sau đó hắn chụp lấy tay của Nhâm Trung Hằng thực hiện chiến lược vặn chật khớp qua lại. Những tiếng rắc rắc vang lên, xương khớp liên tục chật qua chật lại. Á, á, á. Nhâm Trung Hằng liên tục kêu gào thảm thiết, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, trên trán đã vã đầu mồ hôi, vẻ mặt cũng trắng bệch. Đám người chung quanh cảm thấy ớn lạnh, mãnh ca nhìn thấy cũng choáng ngợp, trong lúc nhìn cũng quên cả đau đớn của mình. Vì hắn đột nhiên phát hiện mình còn may mắn hơn cả đại ca Nhâm Trung Hằng. Thế nào, muốn thử nữa không? Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại. Thật ra anh rất thích ức hiếp người khác, nhưng hôm nay anh còn bận, không có thời gian ức hiếp chú. Cậu, cậu muốn thế nào? Nhâm Trung Hằng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi, Nhâm Trung Hằng tôi đã đắc tội cậu bao giờ? Nói nhảm, chú đắc tội với anh mà còn vậy may làm tiểu đệ sao? Hạ Thiên tức giận nói cậu, cậu nhất định bắt tôi làm tiểu đệ mới chịu sao? Nhâm Trung Hằng không tự giác phải siết chặt nắm đấm, nhưng hắn lại buông lỏng ra ngay sau đó, vì hắn biết mình không làm được gì, nếu xét về võ lực thì mình chẳng đáng là gì trước mắt đối phương. Anh thấy chú có 10.000 thủ hạ mới miễn cưỡng thu làm tiểu đệ. Hạ Thiên có chút mất vui. Nếu chú không có ý kiến thì kể từ bây giờ sẽ là tiểu đệ của anh. Nhâm Trung Hằng rất muốn có ý kiến, nhưng hắn biết nếu không đồng ý sẽ bị đối phương kéo chật khớp ra vô số lần, cảm giác đau đớn như vậy hắn khó thể tiếp nhận được. Này, chú không nói lời nào cũng coi như thông minh. Hạ Thiên rất thỏa mãn. Bây giờ anh có chuyện cần chú làm. Cậu, cậu có gì cần tôi đi làm? Nhâm Trung Hằng cắn răng hỏi, đến bây giờ hắn cũng chỉ biết làm theo lời Hạ Thiên, vì hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên phải làm rõ mọi chuyện, phải biết người này muốn mình làm gì giúp anh tìm một người hạ thiên lấy ra ảnh của mộc hàm thấy không đây là vợ anh lập tức huy động tất cả lực lượng đi tìm cho anh nhâm trung hằng nhìn ảnh mà không khỏi cảm thấy kinh hoàng hắn trần trừ một lúc rồi hỏi cô này tên gì là mộc hàm hạ thiên trả lời một câu sau đó thúc giục chú mau đi tìm tìm được thì báo cho anh ngay nếu tôi tìm được thì báo cho cậu bằng cách nào nhâm trung hằng có chút trần trừ cuối cùng cũng chương 487, Tam Thiếu Gia. Gọi điện thoại cho anh là được, trước tiên nhớ kỹ số điện thoại của anh đi. Hạ Thiên nói số điện thoại của mình, Nhâm Trung Hằng cũng nhanh chóng lưu lại. Hạ Thiên còn nói thêm, nhớ kỹ phải đi tìm ngay cho anh, nếu các chú không tìm, anh có thể xử lý chú bất cứ lúc nào. Được, tôi sẽ đi tìm ngay. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, sau đó hắn chuẩn bị bỏ đi. Hạ Thiên vung tay chụp mãnh ca lên, hắn nhanh chóng làm ra vài động tác để nối chân nối tay cho đối phương sau đó nói này chú cũng đi tìm cho anh mãnh ca đột nhiên phát hiện mình khỏe mạnh như trâu và không còn đau đớn thì chợt sững sờ sau đó rất mừng rỡ hắn vô thức nói một câu với hạ thiên cảm ơn đại ca đừng gọi anh là đại ca anh không phải đại ca của chú gọi anh là thiên ca hạ thiên sữa đổi cách xưng hô của mãnh ca vâng thiên ca mãnh ca vội vàng đổi giọng mau đi tìm vợ cho anh hạ thiên phất phất tay mất kiên nhẫn sau đó hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt phóng quanh quán trà đám lưu manh trước đó đều đang ngồi ngơ người đã bắt đầu động đậy trở lại tất cả theo anh mãnh ca hô lên một tiếng hắn vung tay rồi dẫn đám tiểu đệ rời khỏi quán trà một lúc sau mới đuổi kịp nhâm trung hằng vừa đi ra nhâm trung hằng vừa rời khỏi quán trà thì vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc hắn ngồi lên xe của mình rồi gọi điện thoại tam thiếu gia là tôi đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một người đàn ông hằng ca tìm tôi có việc sao tam thiếu ra tôi vừa bị đánh bại nhâm trung hằng khẽ nói bại sao đầu dây bên kia có chút kinh ngạc hằng ca anh nói vậy có ý gì vừa rồi có một tên tiểu tử đánh bại mãnh tử sau đó để nó gọi tôi tới đến khi thấy tôi thì hắn lại cưỡng ép thu làm tiểu đệ nhâm trung hằng còn chưa nói dứt lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng đợi chút hằng ca anh nói lại xem anh thấy ai tam thiếu gia người kia tự xưng là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên nhâm trung hằng có chút kỳ quái nhưng hắn vẫn trả lời hạ thiên sao thật sự là hạ thiên đầu dây bên kia có chút hứng phấn đợi đã hằng ca anh vừa nói hạ thiên thu anh làm tiểu đệ sao là thế này tiểu tử kia không chịu nói lý lẽ tôi không đồng ý thì tra tấn thân thủ rất mạnh thủ hạ của tôi là ngô cương và trương việt căn bản không phải là đối thủ của hắn vài chục người của mãnh tử cũng bị hắn đánh ngã nhâm trung hằng dùng giọng hỗ thẹn nói tam thiếu gia dùng giọng vội vàng hỏi hằng ca vậy anh có đồng ý không xin lỗi tam thiếu gia tôi không có biện pháp vì vậy đành phải đồng ý giọng điệu của nhâm trung hằng rất bất an tốt làm tốt lắm tam thiếu gia cực kỳ hưng phấn hắn cắt ngang lời nhâm trung hằng thế này đi hằng ca bây giờ tôi đến công ty của anh ngay anh ở trong phòng làm việc chờ tôi lát nữa gặp mặt sẽ nói chuyện sau tam thiếu gia nói xong thì cúp điện thoại nhâm trung hằng chợt sướng sờ tam thiếu gia vừa khen tốt sao không phải tức quá hóa cười đấy chứ nhưng vì sao giọng điệu lại vui sướng như vậy thôi để về gặp tam thiếu gia rồi nói sau nhâm trung hằng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều hắn lập tức chạy về công ty Trung Hằng. 10 phút sau Nhâm Trung Hằng đã có mặt trong phòng làm việc của mình, bên trong đã có một người đàn ông trẻ tuổi chờ sẵn. Người này vóc dáng không cao, dáng người cũng khôi ngô nhưng làn da khá đen, thiếu chút nữa là anh em của dân châu Phi, khốn nổi là người này mặc tây phục trắng, nhìn qua y hệt như cục than bỏ vào chậu bột. Khi thấy Nhâm Trung Hằng thì tên kia lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hằng ca, anh đã về rồi, ngồi đi. Tam thiếu ra, nhâm trung hằng cung kính bắt chuyện với người thanh niên kia hằng ca anh nói đi anh vừa gặp hạ thiên có phải là người này không người thanh niên lấy điện thoại ra hắn mở một tấm hình lên nhâm trung hằng nhìn thoáng qua sau đó hắn xác nhận không sai tam thiếu gia chính là hắn tốt quá tên thanh niên trượt vỗ vai nhâm trung hằng hằng ca anh đúng là may mắn không đúng chúng ta may mắn tam thiếu gia người này rốt cuộc là ai nhâm trung hằng lúc này mới ý thức được sự kiện có vẻ kỳ lạ xem ra tên hạ thiên kia có lai lịch không nhỏ chưa nói vấn đề này trước hằng ca anh đã đồng ý làm tiểu đệ của hắn rồi phải không tên thanh niên tiếp tục truy vấn một câu giống như muốn xác nhận đúng vậy tam thiếu gia tình huống khi đó nếu tôi không đáp ứng thì khó thể nào quay về nhâm trung hằng khẽ nói à thế này hằng ca anh giới thiệu rõ ràng tình huống khi đó cho tôi. Tam thiếu ra kia hình như vẫn chưa yên tâm. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, hắn không giấu giếm mà nói rõ tình huống. Đúng là không hỗ danh là Hạ Thiên, mới đến thủ đô mà đã đến tìm anh. Tam thiếu ra nghe xong câu chuyện thì nói một câu tán thưởng. Tôi đang cảm thấy kỳ quái vì sao hắn ta muốn thu hằng ca anh làm tiểu đệ, bây giờ tôi đã hiểu, hắn muốn tìm người, nghe nói người này rất chuyên tâm vì vợ, xem ra là thật không sai tam thiếu gia dừng lại một chút rồi nói thêm hằng ca bây giờ anh lập tức đưa ảnh của mộc hàm cho tất cả anh em huynh đệ dù mọi người có việc gì cũng phải dừng lại mà đi tìm dù lật khắp thủ đô cũng phải tìm được mộc hàm hiểu chưa điều này tam thiếu gia nhâm trung hằng rõ ràng có chút khó hiểu vì cách làm của tam thiếu gia hằng ca trước tiên cứ ra lệch lát nữa tôi sẽ giải thích tam thiếu gia biết hằng ca còn đang nghi hoặc hắn nói thêm được tam thiếu gia, tôi sẽ làm. Nhâm Trung Hằng nghe tam thiếu gia nói như vậy tất nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, dù dưới tay hắn có 10.000 tiểu đệ, nhưng bây giờ hắn cũng là một tiểu đệ của người khác. Nhâm Trung Hằng bắt đầu điện thoại, đồng thời cũng gửi hình đã chụp qua điện thoại xuống, dựa theo lệnh của tam thiếu gia mà bắt mọi người ngừng hết tất cả hoạt động để đi tìm người trong hình. 10 phút sau Nhâm Trung Hằng cuối cùng cũng được hồi báo, sự việc đã được truyền xuống dưới, ai cũng đã hành động. Vì vậy hắn báo cáo với Tam Thiếu Gia. Tam thiếu gia sự việc tìm người đã sắp xếp xong các huynh đệ đã bắt đầu hành động tôi nghĩ nếu cô mộc hàm này ở thủ đô thì tìm được là không khó như vậy cũng chưa chắc tam thiếu gia lắc đầu bây giờ tôi còn chưa hiểu rõ tình huống nếu mộc hàm đã lẩn trốn thì người thường cũng khó tìm được phải biết rằng nàng không phải là người thường không phải là người thường nhâm trung hằng không khỏi buồn bực sau đó hắn không nhịn được phải hỏi tam thiếu gia Mộc Hàm và Hạ Thiên kia rốt cuộc có địa vị gì? chương 488, bốn tiểu gia tộc. Hằng ca, anh đã nghe nói về bốn đóa danh hoa ở thủ đô chưa? Tam thiếu ra cười cười hỏi. Là bốn người phụ nữ xinh đẹp và có thân phận bất phàm ở thủ đô sao? Nhâm Trung Hằng tất nhiên có nghe nói về điều này, đừng tưởng hắn có nhiều tiểu đệ mà địa vị cao, thật ra thủ đô là nơi ngọa hổ tàng long, bốn đóa hoa thủ đô là thứ mà hắn khó thể chạm tới. Đúng vậy, Mộc Hàm chính là một trong bốn đóa hoa đó. Tam thiếu gia khẽ gật đầu, anh cũng đã nhìn thấy hình của cô ấy, sẽ biết cô ấy xứng đáng với danh hiệu trên, thực tế thì cô ấy còn hấp dẫn hơn trong hình rất nhiều. Tam thiếu gia khẽ dừng lại rồi nói thêm, tất nhiên Mộc Hàm cũng không chỉ là xinh đẹp, thân phận của nàng càng không tầm thường, anh đã nghe nói long tổ của cục an ninh quốc gia chưa? Cô ấy là đặc công của long tổ, quan trọng là nàng có quan hệ không tầm thường với Triệu gia nhâm trung hằng chợt ngây người chỉ cần là đặc công của long tổ thì cũng đủ cho hắn giật mình hơn nữa quan hệ mật thiết với triệu gia càng làm hắn hoảng sợ người nào không biết triệu gia là gia tộc đệ nhất ở thủ đô dù là tam thiếu gia gặp người triệu gia cũng không dám không cung kính mộc hàm thật sự là vợ của hạ thiên kia sao một lúc lâu sau nhâm trung hằng mới phục hồi tinh thần lại hắn mở miệng hỏi việc này thật ra tôi còn chưa quá rõ ràng nhưng lời đồn đã xác nhận mộc hàm là người phụ nữ của hạ thiên tam thiếu gia khẽ gật đầu. Trước đó, mẹ của Lâm Tử Hào người Lâm gia có quan hệ không tệ với triệu gia, khi đó Mộc Hàm đã là hôn thê trên danh nghĩa của Lâm Tử Hào. Đáng tiếc là Mộc Hàm vừa đến thành phố Giang Hải được ba ngày thì bị Hạ Thiên cướp đi, Lâm Tử Hào cũng không biết làm sao bị Hạ Thiên đánh thành kẻ ngốc, nghe nói là sợ quá mà ngây ngốc. Cái gì? Nhâm Trung Hằng chợt hô lên kinh hoàng. Hạ Thiên kia dọa Lâm Đại Thiếu Gia trở nên ngây ngốc sao? cũng khó trách nhâm trung hằng khiếp sợ như vậy thủ đô thật ra có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ trong đó địa vị của tứ đại gia tộc gồm triệu tiền tôn lý khó thể nào dung chuyển ngoài tứ đại gia tộc này thì vẫn còn bốn tiểu gia tộc lâm gia là một trong số đó dù đây chỉ là tiểu gia tộc nhưng thực lực còn cao hơn phần lớn các gia tộc khác ở thủ đô bây giờ lâm tử hào đường đường là đại thiếu gia của lâm gia lại bị người ta dọa thành kẻ ngốc sợ rằng tin tức này rơi vào tai người nào ở thủ đô cũng cảm thấy khó tưởng việc này tôi còn chưa khảo chứng, nhưng tôi có thể xác định. Tam thiếu ra cười nhạt một tiếng. Lý Minh Hiên Lý ra bây giờ đã là tàn phế, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường, Lý Minh Nhân trở thành kẻ ngốc, chỉ số thông minh chỉ còn bằng một đứa trẻ nít. Lý Minh Hạo thì đã chết, nghe nói trước khi chết thì xương cốt toàn thân vỡ nát, còn có Lý Minh Quang, đường đường là đội trưởng hắc báo, bây giờ đang được cứu chữa trong bệnh viện, cũng không biết đến bao giờ mới sống lại. Tam thiếu ra nói đến đây thì khựng lại, hắn nhìn nhâm trung hằng hằng ca nếu tôi cho anh biết tất cả đám người lý gia đều bị hạ thiên đánh thành như vậy anh có tin không nhâm trung hằng há hốc mồm hắn hoàn toàn không nói gì dù hắn có kiến thức rộng hiểu nhiều thế sự nhưng vẫn cảm thấy khó tưởng lý gia là lý gia thủ đô là gia tộc xếp gần với triệu gia sao lại bị một người đánh tơi tả như vậy nhưng nhâm trung hằng không thể không tin hắn biết tam thiếu gia sẽ không gạt mình nếu những gì khó tưởng nói ra từ trong miệng tam thiếu gia thì nhất định là sự thật hằng ca bây giờ anh đã biết vì sao tôi nói anh giúp hạ thiên tìm người chưa tam thiếu gia cười nói nhâm trung hằng khẽ gật đầu sau đó cảm giác bức bối vì người ta ép làm tiểu đệ đã biến mất cuối cùng hắn cũng hiểu lời nói của hạ thiên hôm nay hắn quả nhiên gặp may hắn làm tiểu đệ của một người hùng mạnh như vậy có thể nói là vinh quang tuyệt đối nhâm trung hằng càng thêm khó hiểu vì sao tam thiếu gia lại kích động như vậy? hằng ca thủ đô gần đây sợ rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện. sau này anh phải nhớ kỹ. hạ thiên là đại ca mà anh phải theo. hắn ta nói anh làm gì, anh cần làm theo. tam thiếu gia mở miệng hỏi. hiểu, tam thiếu gia. nhâm trung hằng khẽ gật đầu. hắn có chút trần trừ rồi hỏi. tam thiếu gia, anh có muốn gặp hạ thiên không? tạm thời còn không được. trên mặt tam thiếu gia lộ ra vẻ bất đắc dĩ hạ thiên có thể sẽ ra tay với lý gia vì vậy tạm thời tôi không nên ra mặt tam thiếu gia anh yên tâm tôi hiểu nên làm thế nào nhâm trung hằng khẽ gật đầu hằng ca cơ hội này đối với chúng ta giống như trời sập tuy có nguy hiểm vì đắc tội với lý gia nhưng tôi tin bây giờ lý gia sẽ căn bản không có tâm tình quan tâm đến chúng ta vì vậy nguy hiểm đối với chúng ta chỉ là số nhỏ tam thiếu gia ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ có lẽ bây giờ Lý Gia còn đang suy nghĩ nên đối phó với Hạ Thiên thế nào? Thực tế lúc này Hạ Thiên cũng đang suy nghĩ nên túm Lý Gia thế nào, hắn vẫn còn đang ở quán trả minh duyên. Bây giờ đang có 70.000 người giúp hắn tìm vợ, nhiệm vụ của hắn lúc này là là chờ tin, đáng tiếc là hắn không thích như vậy, hắn muốn đi bắt Lý Minh Quang và xử lý đám người Lý Gia. Vì Tống Ngọc Mỹ đột nhiên xuất hiện làm Hạ Thiên không thể xử lý Lý Minh Quang, điều này làm hắn khó chịu nhưng bây giờ hắn không biết Lý Minh Quang ở đâu, tất nhiên sẽ chẳng thể đi tìm, hắn suy nghĩ và quyết định đi xử lý người Lý ra trước. Chú em nói rất quen thuộc thủ đô phải không? Hạ Thiên quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong đang đứng cung kính bên cạnh rồi hỏi. Đúng vậy, Thiên ca, anh muốn đi đâu? Tạ Hiểu Phong vội vàng trả lời. Cậu biết số một đường mộc tử ở đâu không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Số một đường mộc tử sao? Vẻ mặt Tạ Hiểu Phong có hơi biến đổi, sau đó hắn vô thức giảm âm thanh xuống hỏi thiên ca anh muốn đến số một đường mục tử sao chú em đừng nói không biết chỗ này ở đâu đấy nhé hạ thiên rất mất hứng nếu tên này mà không biết thì hắn sẽ đá văng ra còn nói là quen thuộc thủ đô hỏi gì cũng không biết không thiên ca biết rất rõ tạ hiểu phong liên tục nói nhưng thiên ca anh đến đó làm gì chỗ đó người bình thường không thể vào chú em quan tâm làm gì chỉ cần đưa anh đi làm được. Hạ Thiên tức giận nói, hắn cũng không có tâm tình giải thích với Tạ Hiểu Phong. "À, vậy thì được, nhưng Thiên ca, anh xem bây giờ đã là giữa trưa, có muốn đi dùng cơm không?" Tạ Hiểu Phong cẩn thận hỏi. Chương 489: Ăn cơm chùa ở Lý gia. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu, bây giờ đã gần đến giờ trưa, cũng nên đi ăn cơm, trước tiên lấp đầy bụng mới có sức lực đi đánh người Lý gia. Quán trà tất nhiên sẽ không bán cơm, Hạ Thiên và Tạ Hiểu Phong nhanh chóng bỏ đi. Ba chủ lớn lên khá xinh đẹp muốn cảm tạ Hạ Thiên, đáng tiếc là hắn không có hứng thú với nàng, điều này làm cho Tạ Hiểu Phong cảm thấy đáng tiếc, một thiếu phụ nóng hừng hực thế kia mà Thiên Ca bỏ qua sao? Nhưng nghĩ đến tấm ảnh vợ của Thiên Ca thì Tạ Hiểu Phong cảm thấy bình thường, tuy thiếu phụ kia khá đẹp nhưng nếu so với vợ Thiên Ca thì đúng là vịt con và thiên nga, Thiên Ca không thèm nhìn cũng là lẽ đương nhiên. Thiên Ca anh muốn đi đâu dùng cơm? Tạ Hiểu Phong rời khỏi quán trà thì hỏi ngay. Tùy tiện thôi, anh không có yêu cầu cao với chuyện ăn uống. Hạ Thiên Thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhớ đến một vấn đề. Chú có biết gần đây có ngân hàng nào không? Ngân hàng sao? Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ. Thiên ca, anh định đi rút tiền sao? Đúng vậy. Hạ Thiên trả lời, trên người hắn chỉ có 5.000 đã trả cho Ninh Khiết, bây giờ không có xu nào, đi ăn thì phải rút tiền. Tạ Hiểu Phong lại biết nơi đây có một ngân hàng, cách vị trí của bọn họ chưa đến 200 mét. Hạ Thiên biết rõ cách lấy tiền trong tài khoản, nhưng khi hắn vào rút tiền thì lại cảm thấy tương đối khó hiểu. Hắn biết mỗi lần chủi rút được 2.500 đồng, dù sao nhiêu đây cũng đủ dùng cơm, nhưng khi rút tiền thì máy lại báo tiền trong tài khoản là không đủ. Máy móc chết tiệt gì thế này, chắc chắn là hư mất rồi. Hạ Thiên rất căm tức, hắn chợt sinh ra xúc động muốn đập nát cái máy. Tuy hắn không biết cụ thể là thế nào nhưng bên trong thẻ cũng có ít nhất là vài triệu, sao rút 2.500 đồng cũng không được. Thiên ca, có phải máy hư rồi không? Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Nếu không mình vào ngân hàng rút luôn. Những lời này của Tạ Hiểu Phong lại có tác dụng, Hạ Thiên đi vào trong ngân hàng, nhưng hắn vẫn không thể rút tiền. Nhân viên ngân hành sinh như mộng nói cho hắn biết, tài khoản đã bị đóng băng, Đừng hòng rút được một xu. Này, ngân hàng các người dựa vào cái gì để đóng băng tài khoản của tôi? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nữ nhân viên xinh đẹp. "Thật xin lỗi tiên sinh, tài khoản của anh cũng không phải do chúng tôi đóng băng, nguyên nhân cụ thể thì chúng tôi không biết, anh tốt nhất đến ngân hàng làm thẻ để hỏi thăm." Nhân viên ngân hàng rất khách khí, cuối cùng nàng còn bổ sung một câu. "Thẻ của anh được làm ở thành phố Giang Hải, anh có thể liên lạc với bạn bè ở bên đó." để bọn họ hỏi xem có chuyện gì xảy ra hoặc là anh trực tiếp điện thoại đến ngân hàng khi thấy nhân viên ngân hàng khách khí như vậy thì hạ thiên không thể nào nổi giận hắn đành phải bực bội đi ra ngoài ngân hàng sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho tôn hinh hinh nhưng cuối cùng cũng không gọi được hạ thiên gọi cho kiều tiểu kiều không gọi được gọi cho lãnh băng băng vẫn là như vậy điều này làm hắn cảm thấy rất khó hiểu rốt cuộc là có chuyện gì sau khi hắn đến thủ đô sao không gọi được cho bất kỳ ai thẻ ngân hàng thì không rút được tiền, điện thoại gọi không được, Hạ Thiên giống như rơi vào tình cảnh khi mới đến thành phố Giang Hải. Lúc này hắn phát hiện ra mình chỉ có một việc cần phải làm như khi xuống Giang Hải, đó chính là kiếm tiền, nếu không hắn sẽ chẳng có xu nào để ăn cơm, hơn nữa còn nợ ninh khiết kia 5.000 đồng. Này, cậu biết chỗ nào kiếm được tiền không? Hạ Thiên nhìn tạ hiểu phong rồi hỏi. Điều này, Thiên ca, có rất nhiều nơi kiếm được tiền, nếu không chúng ta đi dùng cơm trước rồi nói sau tạ hiểu phong cẩn thận trả lời hắn thấy tâm tình của hạ thiên không được tốt điều này cũng khó thể trách ai bị đóng băng tài khoản mà không bực bội không ăn anh không có tiền hạ thiên rất mất vui mau đưa anh đến số một đường mục tử điều này thiên ca với thân phận của anh thì ăn cơm cần gì phải trả thù lao tạ hiểu phong vội vàng nói đừng nói nhảm mau đưa anh đến số một đường mục tử hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn tạ hiểu phong anh muốn đi ăn cơm chùa của lý gia sao tạ hiểu phong chợt ngẩn ngơ sau đó hắn hỏi ngay thiên ca anh biết số một đường mục tử là lý gia sao nói nhảm không thì anh đến đó làm gì hạ thiên mất kiên nhẫn sao chú nói nhiều vậy chú có phải chẳng biết đường không à biết biết rõ thiên ca em sẽ đưa anh đi khi thấy Hạ Thiên tức giận thì Tạ Hiểu Phong không dám nói thêm điều gì, trong lòng cũng thầm nghĩ, vị đại ca này nhất định đến gây phiền toái cho Lý Gia. Nếu trước kia Tạ Hiểu Phong nghe nói có người đến gây phiền cho Lý Gia thì sẽ cười nhạt, sẽ thấy người này không biết sống chết. Nhưng bây giờ sau khi Hạ Thiên dùng phương pháp chế đi sống lại để ép buộc người khác làm tiểu đệ thì Tạ Hiểu Phong đã hiểu, vị đại gia này không dễ trêu vào, người ta dám tìm đến Lý Gia, nhất định phải có chỗ dựa. Hai người ngồi lên một chiếc taxi, sau đó tạ hiểu phong nói với tài xế. Bác tài, đi hồ Đàm Long. Số một đường mộc tử, không phải hồ Đàm Long. Hạ thiên bất mãn nói. Thiên ca, anh không biết đấy thôi, số một đường mộc tử ở sát bên hồ Đàm Long. Tạ hiểu phong vội vàng giải thích. Nếu nói số một đường mộc tử thì sợ rằng taxi cả thủ đô cũng chẳng biết ở đâu. Vậy thì được, anh tin chú. Hạ thiên không nói thêm điều gì, dù sao nếu tên này dám gạt hắn, khi đó hắn sẽ xử lý luôn một thể. Cục công an thủ đô. La dân sinh rời khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt không quá tốt. Vừa rồi lão đã tự mình thẩm vấn tên khủng bố, nhưng vẫn không thể cậy miệng tên kia, đến bây giờ vẫn không biết nhóm khủng bố nào còn bao nhiêu tên đang tiềm phụ ở thủ đô. Thứ này giống như một quả bom hẹn giờ, hắn sao có thể an tâm. Đúng lúc này điện thoại vang lên, la dân sinh lấy ra xem, vẻ mặt lập tức biến đổi hắn nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình, sau khi đóng cửa lại mới nhấn nút nghe. Chú la, chú đang bận rộn sao? Đầu bên kia vang lên một âm thanh. Đúng vậy, vừa bắt được một phần tử khủng bố. Giọng điệu của la dân sinh rất ôn hòa, thậm chí còn có chút thận trọng. Công tử, cậu đột nhiên điện thoại cho tôi, có phải có chuyện không? Chú la, thật ra cũng không có gì. Nhưng cháu nghe nói 60.000 cảnh sát thủ đô đang tỏa ra tìm kiếm mộc hàm, hơn nữa còn là chú tự mình hạ lệnh, chẳng biết có phải là thật không. giọng điệu ở đầu dây bên kia rất bình thản nhưng vô hình tạo ra áp lực cho la dân sinh. chương 490, Lão Lý nổi giận. Đúng vậy, la dân sinh sảng khoái thừa nhận. Một người tự xưng là chồng của Mộc Hàm đến tìm tôi. Hắn ta là Hạ Thiên sao? Đầu dây bên kia cắt ngang lời la dân sinh. La dân sinh chợt ngẩn người, sau đó lão nói. Đúng vậy, đúng là Hạ Thiên, công tử quen hắn sao? đã từng nghe nói nhưng chưa gặp mặt. giọng điệu đầu dây bên kia vẫn rất bình thản. chú la, thật ra cháu có chuyện muốn thương lượng với chú. công tử cứ khách khí, có chuyện gì xin cứ nói. la dân sinh vẫn rất tự nhiên. chú la, cháu chỉ muốn khi chú tìm được mục hàm, trước tiên nói cho cháu biết trước. đầu dây bên kia thản nhiên nói. la dân sinh có chơi chần chừ, sau đó lão trả lời. Không có vấn đề, tôi nhất định sẽ thông báo cho cậu. Vậy thì cảm ơn chú La, có thời gian sẽ mời chú uống vài ly. Đầu dây bên kia rất thỏa mãn. Chú La, cháu còn có chút chuyện, để lần sau gặp mặt nói chuyện. Được, lần sau trò chuyện. La Dân Sinh nói xong thì bên kia cũng cúp điện thoại. Dù hành vi của đối phương không lễ phép nhưng La Dân Sinh cũng hiểu, đối phương gọi mình là chú La đã là nể mặt lắm rồi ai bảo đối phương là triệu công tử nổi danh ở thủ đô la dân sinh cảm thấy khó hiểu chính là mộc hàm chẳng phải có quan hệ rất tốt với triệu công tử sao vì sao ba giờ lại giống như không có chuyện gì la dân sinh còn đang nghi hoặc thì điện thoại đã vang lên la dân sinh cầm lấy điện thoại xem xét ngay sau đó vẻ mặt đã biến đổi lão vội vàng nhận máy giọng điệu có chút sợ hãi lão lý chào chú cháu là la dân sinh cậu đang phái người đi tìm mộc hàm sao đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp và thẳng thừng của lão Lý. Đúng vậy, lão Lý, chú. La dân sinh đang định hỏi gì đó thì đã bị lão Lý cắt ngang lời. Tìm được mộc hàm thì báo cho tôi biết đầu tiên. Lão Lý nói bằng giọng ra lệch, sau đó cúp điện thoại. Trên mặt la dân sinh lộ ra nụ cười khổ sở, một triệu ra, một lý ra, rõ ràng cả hai đều tìm mộc hàm, còn có cả tên khốn hạ thiên, Tuy người này chẳng biết có địa vị gì nhưng xem xét bản lĩnh thần kỳ thì biết đó không phải là người thường, người này rất mạnh. Bây giờ ba thế lực mạnh mẽ đều đi tìm Mộc Hàm, rốt cuộc Mộc Hàm có chuyện gì? Trong bệnh viện, ở bên ngoài một căn phòng cấp cứu. Một ông lão trên 60 vừa hạ điện thoại xuống, nhưng vẻ phẫn nộ trên mặt cũng không biết mất. Ông lão này chính là người cầm lái gia tộc đứng vị trí thứ hai ở thủ đô, từng là kẻ phong vân một cõi trong nước thậm chí bây giờ địa vị cũng hết sức quan trọng. Dù bây giờ tuổi tác đã cao nhưng thủ đô vẫn không thể bỏ qua sự hiện hữu của lão, chỉ cần lão nói một câu cũng có thể làm cho cả thủ đô chấn động. Đám con cháu cũng làm cho ông lão trở nên kiêu ngạo, đặc biệt là bốn đứa cháu nội, đứa nào cũng có năng lực rất mạnh. Lão đã từng tin, chỉ cần cho bọn chúng thời gian thì bốn đứa cháu sẽ kéo Lý Gia lên vị trí đệ nhất gia tộc ở thủ đô, dù là triệu gia cũng sẽ bị Lý Gia dẫm dưới chân. Nhưng bây giờ tất cả đều khó thể thực hiện, bốn đứa cháu nội có tương lai sáng rực, nhưng trong khoảng thời gian gần đây tất cả đều bị hủy diệt. Người hủy diệt chỉ có một, là một tên thanh niên vô danh còn chưa đến 20 tuổi, một tiểu tử nhìn có vẻ như không kiêng nể bất kỳ điều gì. Hạ Thiên, ông lão cắn răng chậm rãi nói, nếu không giết mày, lý ra còn mặt mũi nào ở lại thủ đô. Cha, một người đàn ông trung niên đi đến sau lưng ông lão audio điện tử võ tấn bền. Cha về nhà nghỉ ngơi, chỗ này có con là được. Tôi không cần nghỉ ngơi. Ông lão trầm giọng quát. Chỉ cần mạng của tiểu tử kia. Bố yên tâm, con tuyệt đối không bỏ qua cho tiểu tử kia, nhưng tối qua bố đã đến đây, lại chưa nghỉ ngơi, sức khỏe của bố. Người đàn ông trung niên khuyên ông lão. Thế nào, cậu thấy tôi già rồi sao? Ông lão trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Bố không phải con có ý này. Người đàn ông trung niên dùng giọng bất đắc dĩ giải thích. Tôi cho cậu biết, Lý Phá Vân tôi vẫn chưa tới 70, vẫn còn chưa già. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn đích thân giết chết tiểu tử kia. Bố, người, người đàn ông trung niên muốn khuyên giải. Ông lão quả quyết, không cần nói nhiều, tôi đã quyết, nếu tôi không tự tay giết chết tiểu tử kia, sợ rằng khó thể phát tiết được. Tôi hỏi anh, anh đã điều tra được hắn ở đâu chưa? nửa giờ trước hắn đi rút tiền con đã cho người giám sát những màn hình lân cận nhưng sau đó hắn lên taxi bỏ đi lúc này căn cứ vào tin tức mới nhất thì hắn đã không còn ngồi taxi người đàn ông trung niên khẽ tường thuật tình huống ông lão mất kiên nhẫn ý của anh là bây giờ còn chưa biết hắn ở đâu sao bố con sẽ điều tra ra ngay thôi trên mặt người đàn ông trung niên có chút xấu hổ đúng lúc này điện thoại của người đàn ông trung niên vang lên hắn nhận điện thoại vẻ mặt rất khó coi bố con đã biết hạ thiên ở đâu người đàn ông trung niên cúp điện thoại giọng điệu có chút trầm thấp ở đâu ông lão hỏi người đàn ông trung niên trầm mặc vài giây rồi khẽ nói ở nhà chúng ta bên hồ đàm long thiên ca anh xem bên kia có một khu nhà tứ hợp việt đó là số một đường mộc tử nhưng chỗ này không có trên bản đồ người bình thường sẽ không tìm được ngoài em quen thuộc thủ đô như lòng bàn tay tạ hiểu phong chỉ vào một khu nhà lớn giới thiệu với hạ thiên nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã không còn thấy bóng dáng hạ thiên đâu nữa điều này thiên ca đi đâu rồi tạ hiểu phong không tự giác phải nhìn về phía khu nhà phương xa chẳng lẽ thiên ca đã đến đó nhưng như vậy chẳng phải quá nhanh sao tạ hiểu phong bắt đầu có chút do dự muốn tiến lên xem thế nào nhưng hắn lập tức nghĩ ra một vấn đề số một đường mục tử người thường không được tiếp cận hắn đi sang sẽ bị bắt ngay tạ hiểu phong suy nghĩ một chút rồi quyết định ở lại chỗ này có lẽ một lát nữa thiên ca sẽ quay lại tạ hiểu phong cũng suy đoán không sai hạ thiên đã đến khu nhà kia đây là một khu gồm nhiều tứ hợp viện hợp lại thành đại tứ hợp viện toàn bộ khu nhà nhìn có vẻ cổ xưa kiến trúc này ít nhất cũng phải có thâm niên vài chục năm cổng cũng không có gì khác biệt ngoại trừ hai chữ lý trạch trên bảng đứng lại hạ thiên ngẩng đầu nhìn hai chữ trên cổng Đúng lúc này một tiếng quát chói tai đã vang lên. Chương 491, xâm nhập lý gia. Hai tên đại hán từ bên trong khu nhà đi ra, bọn họ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên, rõ ràng là bảo vệ của khu nhà. "Đám ngu rốt." Hạ Thiên quay đầu nhìn tên đàn ông to cao, người vừa quát hắn là tên này. "Tôi đứng đây rõ ràng, sao bảo tôi đứng lại?" Tên đàn ông bị Hạ Thiên mắng mà chợt sững sờ, hắn cảm thấy mình đã dư tợn, đối phương còn hung hăng hơn mình sao? khi tên đàn ông còn đang sướng sờ thì hạ thiên đã hỏi này có phải đây là số một đường mục tử không biết đây là số một đường mục tử mà còn dám xông vào sao tên đàn ông kia cuối cùng cũng phục hồi tinh thần hắn quát lên nghiêm nghị cậu vào đây làm gì vào bằng cách nào tên đàn ông này rất kỳ quái vì sự xuất hiện đột nhiên của hạ thiên vì hắn biết nếu có người nào tiếp cận trong phạm vi 1.000m quanh khu nhà này sẽ lập tức bị hệ thống bảo vệ của khu nhà phát hiện ra. Thực tế thì Hạ Thiên đến tận cổng mà chưa có tín hiệu gì, điều này chứng tỏ đối phương rất giỏi, hệ thống bảo vệ giống như không thấy được gì. Đây là lý ra sao? Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của tên đàn ông, hắn chỉ hỏi một câu để xác định không đến lầm. Nếu biết đây là lý ra, sao không tranh thủ đi chỗ khác, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Tên đàn ông gầm lên, sau đó còn cất bước về phía Hạ Thiên, bộ dạng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn hai chữ trên cổng tòa nhà, sau đó hắn lắc đầu. Hai chữ này đúng là khó coi quá. Mày nói gì? Tên đàn ông lập tức nổi giận, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã hành động, hắn nhảy dựng lên, bàn tay nhanh chóng xóa hai chữ trên cổng. Khi hắn rơi xuống thì hai chữ kia đã biến mất. Tên đàn ông thấy được tình cảnh này thì đầu tiên là khó thể tin sau đó chợt nổi giận. Mày muốn chết sao? Người ra tay lại là một tên đàn ông ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, hắn tiến lên đấm thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng, khi tên đàn ông đến gần thì hắn mới có vẻ tùy ý tung một đấm vào ngực tên đàn ông. Lúc này tên đàn ông gào lên một tiếng đau đớn, hắn văng ra phía sau ngã xuống đất, một lúc lâu mà không có động tính. Mày, mày rốt cuộc là ai? Tên đàn ông có hơi thấp hơn tên vừa rồi chợt kinh hoàng, Hạ Thiên đã ra tay hai lần làm hắn ý thức được sự hùng mạnh. À, tao là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào cổng nhà Lý Gia, sau đó hắn lẩm bẩm. Sau này sẽ không còn Lý Gia, cái cổng này còn để lại làm gì? Tên đàn ông kia hô lên nghẹn ngào. Mày là Hạ Thiên. Trong thủ đô không có nhiều người biết Hạ Thiên, nhưng đối với Lý Gia thì cái tên này được khắc cốt ghi tâm. Vì vậy mà tên đàn ông nghe thấy hai chữ Hạ Thiên thì lập tức ý thức được sự việc không tầm thường. Hạ Thiên lại ra tay nhưng mục tiêu của hắn không phải là tên đàn ông kia, mục tiêu là cổng nhà Lý Gia. Hắn phóng người lên, hai nắm đấm đánh thẳng ra đập lên cổng. Âm, âm, những âm thanh trầm đục vang lên, cổng nhà Lý Gia đã sập xuống ầm ầm. Một cánh cổng có lịch sử vài chục năm đã hoàn toàn kết thúc sứ mạng tên đàn ông trợn mắt há mồm hạ thiên phủi tay thỏa mãn như vậy nhìn mới thuận mắt hơn mày muốn làm gì tên đàn ông lúc này mới kịp phản ứng tuy trong lòng đã cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cả gan hỏi một câu nhưng khí còn chưa hỏi xong thì trước ngực đã tê dần hắn ngã ngửa xuống đất chẳng muốn tốn thời gian với mày hạ thiên lầm bầm nói một câu sau đó hắn phóng vào qua cổng nhà sụp đổ cuối cùng hắn phóng lên trên nóc nhà nhìn khắp bốn phía rồi chạy vội về phía khu tứ hợp viện trung tâm chưa đến một phút sau hạ thiên đã đứng ở trung tâm khu nhà lý gia hắn quát lên một câu đám ngu ngốc lý gia lăn ra đây cho ông giọng điệu của hạ thiên không phải là rất lớn nhưng có một lực lượng xuyên thấu hùng mạnh thậm chí ngay cả tạ hiểu phong ở bên ngoài hồ đàm long cũng nghe được không những vậy âm thanh còn vang vọng không dứt sau khi âm ỉ cả phút trong không trung mới biến mất dù lý gia có diện tích tương đối rộng, người bên trong cũng rất nhiều, nhưng tiếng hô của hạ thiên lại làm cho mọi người nghe rất rõ. vì vậy mà tất cả già trẻ lớn bé của lý gia đều bị kinh động, ai cũng chạy về phía hạ thiên. thực tế trong khoảng sân hạ thiên đang đứng cũng có vài người, bọn họ tất nhiên xuất hiện trước tiên, chưa kịp nói câu nào đã nằm xuống dưới chân hắn. hạ thiên đã quyết chiến, vì vậy không cho kẻ nào nói nhảm, chỉ cần xuất hiện là đánh cho ngất xỉu. Cứ như vậy mà vài phút sau khoảng sân đã có vài chục người nằm đo đất. Đám người Lý gia này sao yếu ớt như vậy? Hạ Thiên lúc này đã rất khó chịu, đúng là không có tính khiêu chiến. Hạ Thiên không biết cũng là bình thường, chưa nói cao thủ chân chính của Lý gia không có mặt ở đây, dù có thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Minh Quang là cao thủ trẻ tuổi nhất của Lý gia nhưng vẫn không chịu được một đòn. Thực tế thì sau khi Hạ Thiên thôn viện cương khí của Mỹ Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị thì công lực tăng mạnh, điều này làm cho thực lực của hắn còn mạnh hơn cả khi chiến đấu với Lý Minh Quang, lúc này đám tôm tép của Lý Gia sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng người của Lý Gia là rất đông, dù đã có vài chục mạng nằm dưới đất nhưng vẫn liên tục có người chạy đến, Hạ Thiên không cho ai cơ hội mở miệng, hắn thấy ngừa là ra tay, mặc kệ bọn họ là nam nữ lớn bé. Tất cả đều còn sống, chẳng qua chỉ không chuyển động và nói chuyện được mà thôi. Cứ như vậy 10 phút, cuối cùng cũng không còn ai xuất hiện, một khoảng sân rộng cũng có cả trăm người nằm la liệt. Lý ra quả nhiên quá ngu, một đám phế vật mà dám gây phiền phức cho mình. Hạ Thiên nhìn đám người nằm đầy đất, hắn lầm bầm nói. Hạ Thiên đột nhiên dùng chân đá đám người, sau đó bọn họ được sắp xếp lại thành một hàng chữ, lý ra là một đám ngu ngốc. Như vậy đỡ hơn một chút. Hạ Thiên nhìn hàng chữ, Hắn rất thỏa mãn, lúc này tâm tình của đám người Lý gia thật sự rất muốn chết. Chương 492: Thức ăn ngon và độc dược. Lúc này Hạ Thiên lại lấy điện thoại ra, hắn tìm được tư liệu của Lý gia được lưu giữ bên trong, sau đó so sánh với hình ảnh của tư liệu, cuối cùng hắn trở nên buồn bực. Có lầm không vậy, sao đám người quan trọng của Lý gia không có mặt ở đây? Hạ Thiên rất mất vui, sau đó hắn đá vào một người đàn ông trung niên khá mập. Này, đứng lên người đàn ông trung niên bị đá một cước. đúng lúc hắn phát hiện mình có thể cử động và nói chuyện, vì vậy mới bỏ lên, trong ánh mắt có chút sợ hãi. hắn dùng giọng lo sợ hỏi: "cậu, cậu là ai? cậu, cậu muốn làm gì? tôi là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ đệ nhất Thiên. nghe rõ chưa? bây giờ ông lập tức điện thoại cho đám lý gia ngu ngốc, để bọn họ tranh thủ quay về tìm chết. nếu không tôi xử lý tất cả bây giờ." hạ thiên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi nói cậu cậu là hạ thiên vẻ sợ hãi trong mắt người đàn ông trung niên chợt biến mất thay vào đó là sự oán độc nói nhảm mau điện thoại có nghe rõ không hạ thiên bất mãn nói được tôi gọi ngay người đàn ông trung niên lấy ra một cái điện thoại hắn vội vàng gọi đi một phút sau tên đàn ông bỏ điện thoại xuống hắn nói với hạ thiên tôi đã điện thoại cậu còn muốn thế nào À, tôi đói rồi, đi nấu cơm, nhanh lên. Hạ Thiên lười biếng nói. Đám người nằm trên mặt đất không thể động đậy và nói chuyện nhưng vẫn có thể thầm mắng Hạ Thiên, tên khốn này còn muốn ăn cơm ở đây sao? Tôi không biết nấu cơm. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn có lẽ đã không còn sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông. Ông không phải đầu bếp sao? không biết làm cơm à vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt biến đổi sao cậu biết tôi là đầu bếp tôi còn biết ông tên là lý phong hạ thiên tức giận nói đừng nói nhảm lập tức đi làm cơm nếu không tôi sẽ xử lý ông sẽ cho người khác đi làm dù sao trong lý ra cũng không phải chỉ mình ông là đầu bếp vẻ mặt người đàn ông trung niên tên là lý phong chợt biến đổi sau đó cắn răng nói được cậu chờ chút tôi sẽ đi nấu cơm nhanh lên, tôi đánh người cũng mệt rồi. Hạ Thiên còn bổ sung một câu. Lý Phong xoay người, trên mặt tràn đầy biểu cảm oán độc, có thể thấy hắn hận Hạ Thiên thấu xương. Hạ Thiên ngồi xuống bàn đá trong khoảng sân rộng, hắn thật sự muốn dùng cơm, ai bảo trên người hắn không có tiền, chỉ còn cách đến Lý ra ăn chùa mà thôi. Có lẽ cũng vì bây giờ là giờ cơm, phòng bếp vốn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon, vì vậy chưa đến 10 phút sau Lý Phong đã dùng một chiếc xe đẩy đồ ăn đến, sau đó hắn đặt các món lên bàn đá trước mặt hạ thiên đồ ăn rất phong phú có đầy đủ món trắng miệng món chính hạ thiên ăn rất nhanh chưa đến một lúc thì một nồi cơm đã vào trong bụng hắn hầu như mọi thứ thức ăn đều bị thu dọn sạch sẽ nói là hầu như vì có một món hắn không động vào tô canh lớn thì bị hắn hút sạch chỉ còn lại một chút bên dưới khi thấy hạ thiên ăn như sói như hổ thì lý phong ở bên cạnh khó thể kiềm chế được cảm giác sung sướng nhưng khi hắn thấy món ăn kia không được hạ thiên động đũa thì vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi hắn cho rằng hạ thiên rồi cũng sẽ ăn nhưng hạ thiên không làm như những gì lý phong mong muốn lúc này hắn đã bỏ đũa xuống rồi nói một câu mỹ mãn cuối cùng cũng no nê lát nữa có thêm chút sức lực để đánh đám người lý ra ngu ngốc đến lúc này lý phong cuối cùng cũng không nhịn được hắn ra vẻ nịnh nọt nói cậu không thích món kia sao à món kia sao hạ thiên quay đầu nhìn lý phong rồi dùng giọng chân thành nói tôi thấy ông nấu nướng khổ cực nên quyết định để phần cho ông tôi đã ăn rồi hay là cậu cứ ăn đi lý phong vội vàng nói hạ thiên đột nhiên trở mặt hắn ra vẻ rất bất mãn tôi bảo ông ăn nếu không ăn tôi sẽ xử lý vẻ mặt lý phong chợt biến đổi hắn không dám nói gì chỉ khẽ gật đầu vậy thì được tôi sẽ ăn hạ thiên nhìn lý phong ăn sạch món ăn kia thì gật đầu thỏa mãn sau đó hắn tiếp tục vậy mới tốt thuận tiện những gì ăn không hết ông cũng ăn luôn đi vẻ mặt lý phong biến đổi lớn hắn nở nụ cười miễn cưỡng điều này những thứ này đã hết rồi sao ông rông dài như vậy hạ thiên có chút bất mãn sau đó hắn dùng tay bóc miệng lý phong rồi bưng đĩa lên rót tất cả những thứ còn thừa vào không muốn sao tôi thỏa mãn cho ông hạ thiên lấy sạch tất cả những món còn thừa đổ vào trong miệng lý phong thậm chí chút cặn canh cũng cho vào sau đó hắn vuốt cuống họng của lý phong cuối cùng vỗ vỗ ngực đối phương thức ăn đi xuống bụng khi đó hạ thiên mới bỏ tay ra khoảnh khắc này vẻ mặt lý phong trở nên tái nhợt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi hắn vội vàng chạy qua một bên móc cuống họng giống như muốn nôn tất cả ra ngoài đáng tiếc là hắn móc nửa ngày cũng không cho ra được bất cứ thứ gì ngu ngốc đừng làm gì cho mệt vô dụng thôi, cứ ở đó mà chờ chết đi. Hạ Thiên có chút khinh thường. Ông cho rằng làm vài món ăn có thể hạ độc chết tôi sao? Đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ ông không biết tôi là hạ thần y đệ nhất thiên hạ sao? Hạ Thiên không ăn món cá tất nhiên sẽ có nguyên nhân, không phải hắn không thích, chẳng qua hắn biết ăn món đó và hút món canh thì sẽ tạo nên một chất độc chí mạng. Bây giờ hắn không trúng độc, tất nhiên Lý Phong phải trúng độc. May, may, Hạ Thiên, mày sẽ chết không yên thân, ạc, ạc. Lý Phong chỉ vào Hạ Thiên, vẻ mặt oán độc, nhưng chưa mắng xong thì té xuống thăng thiên. Hạ Thiên lắc đầu, hắn lầm bầm. Những năm nay thường thích nói chết không yên lành, nhưng sao trước khi chết lại không tìm cách nói khác hay hơn. Đúng lúc này một tiếng thét từ phương xa truyền đến. Hạ Thiên, dám chạy đến Lý Gia, đúng là tự tìm đường chết. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy hơn 10 người phóng đến. Đi đầu là một ông lão cao lớn. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy ảnh tư liệu ra xem. Chủ nhà về rồi. Hạ Thiên cảm thấy vui sướng, chuyến đi này coi như không uổng công. Chương 493, nhân vật nho nhỏ. Hạ Thiên lóe người phóng về phía lão già, sau đó hắn dừng lại trước mặt ông ta vài mét. Đúng lúc này đám người sau lưng lão già lập tức rút súng chĩa về phía Hạ Thiên. Này, đám ngu ngốc các người không biết rút ra bài học sao? súng vô dụng với tao hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám người sau đó hắn nhìn lão già này lão già lão là lý phá vân phải không giọng điệu nghe rất quen lúc trước tên ngu ngốc phái tiếu trấn nam đến giết tôi hình như là ông phải không đúng vậy tôi là lý phá vân trong mắt lão già lóe lên hai luồng tinh quang lão nhìn chầm chầm vào hạ thiên sau đó lão khoát tay các người buông súng tôi muốn đích thân giải quyết hắn đám người sau lưng Lý Phá Vân có chút chần chừ nhưng sau đó vẫn hạ súng xuống. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu. Vì sao đám lão già thường mạnh miệng như vậy nhỉ? Ba vị sư phụ của tôi cũng rất mạnh miệng, đáng tiếc lần nào cũng đánh không lại tôi. Hạ Thiên, người sẽ phải trả giá vì những gì làm ra cho Lý ra. Lý Phá Vân sẵn giọng nói với Hạ Thiên, lão nói ra từng câu từng chữ, trong lòng lão rất phẫn nộ, đã đạt đến tình cảnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khi Lý Phá Vân còn ở bệnh viện và biết Hạ Thiên chạy đến đại trạch của Lý Gia thì đã nổi cơn giận dữ. Khi lão quay về Lý Gia và nhìn thấy cánh cổng bị hủy thì càng tức giận khó thể kềm nén. Khoảnh khắc này khi thấy hơn trăm người Lý Gia nằm trên mặt đất, hơn nữa còn viết ra một dòng chữ sỉ nhục Lý Gia, điều này làm lửa giận của lão bùng lên ngập trời. Nếu nói một cách không khoa trương, trong hơn 60 năm cuộc đời của Lý Phá Vân, lão hận nhất không phải ai khác mà chính là Hạ Thiên đang đứng trước mặt. Người này không những giết chết đứa cháu mà lão yêu thương nhất, hơn nữa còn phá hủy cả cánh cổng trăm năm của Lý Gia, còn xếp tất cả đám người Lý Gia thành một dòng chữ sỉ nhục. Dưới mắt Lý Phá Vân, Hạ Thiên đã dùng một phương pháp khốn nạn sỉ nhục tôn nghiêm của Lý Gia. Con cháu Lý Gia không thể bị giết, tôn nghiêm của Lý Gia không thể bị vũ nhục, chỉ có thể giết chết Hạ Thiên mới có thể rửa sạch tất cả sỉ nhục của Lý Gia. Sát khí hùng mạnh từ người Lý Phá Vân bùng lên, lão chậm rãi đưa tay, ánh mắt sắc bén chuyển lên người Hạ Thiên. Bây giờ tao sẽ giết mày, tao sẽ cho mày biết lý ra không phải một tồn tại mà những nhân vật nho nhỏ như mày có thể khiêu chiến. Này lão già, đừng giả vờ lợi hại được không? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi giết nhất những lão già thế này, chỉ biết cậy già lên mặt. Còn nữa, ông đã sống đến 60 mà ngày nào cũng sai con cháu đuổi giết một người chưa đến 20 như tôi, có người nói lý như vậy sao? À, mà ông nói ai là nhân vật nho nhỏ ông mới là loại người nho nhỏ tôi sẽ xử lý ông hạ thiên nói dứt lời thì phóng về phía lý phá vân một đấm được đánh ra khi thấy hạ thiên chủ động tấn công thì lý phá vân cũng không tránh né lão cũng vung tay phải lên khoảnh khắc sau đã tụ tập tất cả chân khí tung một đấm tràn đầy lửa giận tiếp đón hạ thiên đùng hai nắm đấm va vào nhau một tiếng nổ trầm đục vang lên một luồng khí bùng ra khắp bốn phía làm cho đám người chung quanh đứng không vững thân thể lý phá vân có chút lay động hạ thiên cũng không chút sứt mẻ tuy nhìn qua thì thấy hai người có vẻ cân xứng nhưng thực tế thì hạ thiên mạnh hơn một chút tôi thấy ông chẳng tốt gì cho lắm hạ thiên bĩu môi tiếp một đấm nữa xem hạ thiên lại đấm về phía lý phá vân nhìn qua có vẻ rất bay bổng nhưng rõ ràng dù là lý phá vân hay đám người ở bên cạnh cũng hiểu một đấm có vẻ bay bổng của hạ thiên ẩn giấu lực lượng khổng lồ dù lần đầu tiên dùng cứng đối cứng và chịu chút thiệt thòi nhưng khi nghe những lời miệt thị của hạ thiên thì trong lòng lý phá vân càng thêm phẫn nộ dù biết cứng đối cứng có thể đánh bại hạ thiên nhưng lão cũng không lùi bước vì vậy lúc này lão cũng không do dự mà ngưng tụ tất cả công lực bản thân vào trong lòng bàn tay sau đó nhanh chóng nghênh đón nhưng một đấm của lý phá vân lại rơi vào khoảng không hạ thiên đột nhiên biến mất chẳng biết đi đâu Vẻ mặt Lý Phá Vân chợt biến đổi lớn, hầu như vào đúng thời điểm này có một luồng khí tức nguy hiểm bùng lên sau lưng, nhưng khi lão cảm nhận được nguy hiểm thì thân thể cũng cảm nhận được đau đớn. Một đấm đánh vào lưng, một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra, thân thể lão bay bổng lên không. Phụt, Lý Phá Vân phun ra một ngụm máu ở trên không, sau đó lão ngã nặng nề xuống đất, lúc này toàn thân lão không còn chút sức lực, lão không còn chút sức lực, đáng tiếc là không được. Đúng là ngu ngốc Ông nghĩ rằng mỗi lần tôi ra tay đều liều mạng sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phá Vân, hắn không có tâm tình cứng đối cứng với ông lão này, hắn chỉ muốn xử lý đối phương mà thôi. Xử lý thế nào không quan trọng, quan trọng là nhanh gọn lẹ, hắn không có tâm tình lãng phí nhiều thời gian với đám người Lý gia. Bắn chết nó. Đúng lúc này một tiếng gầm vang lên, sau đó hơn 10 cây súng chĩa vào Hạ Thiên. Hạ Thiên đang định xử lý đám người cầm súng chĩa vào mình. Nhưng đúng lúc này một âm thanh quen thuộc truyền vào tai hắn. "Dừng tay cho tôi." Khi âm thanh này vang lên thì một người phụ nữ dáng người cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, đúng lúc này cũng có hàng chục người chạy về phía bên này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đám người đều xách súng lên đạn, mục tiêu lại không phải là Hạ Thiên, đó chính là đám người đang cầm súng của Lý Gia. "Buông súng." Người phụ nữ lạnh lùng quát. Đám người Lý Gia có chút do so dự, sau đó không thể không buông súng. Lúc này Hạ Thiên rất vui sướng, hắn lóe người đến bên cạnh người phụ nữ, hắn vươn tay ôm lấy nàng, trong miệng còn nói: "Vợ Mị Nhi, chỉ biết tôi ở đây nên cố ý đến tìm sao?" Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này chính là Mị Nhi mà trước đó còn ở giang hải, khi thấy hành động của Hạ Thiên thì đám người Mị Nhi mang đến chợt sinh ra biểu lộ quỷ quái, có mấy người cảm thấy bội phục. Bọn họ chẳng phải chưa từng nghe qua cái tên Hạ Thiên Người này một mình đến chiến đấu với Lý gia làm bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Nhưng bây giờ hắn lại dám ôm cả Mị Nhi, điều này còn kinh hoàng hơn cả chiến đấu với Lý gia, không bội phục không được. Mị Nhi lóe người tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn, nàng cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Lý Phá Vân đang gắng gượng đứng lên rồi lạnh lùng nói. "Lão Lý, chúng tôi muốn mời ông đến Thiên tổ." Chương 494: Đánh nhau trên giường lý phá vân còn chưa kịp đáp lời thì một người đàn ông trung niên đã tức giận nó với mị nhi mị nhi thiên tổ của các người có ý gì cha tôi bị tên khốn hạ thiên đánh trọng thương các người không chịu bắt tên côn đồ hạ thiên sao lại đưa cha tôi đến thiên tổ có phải các người đã quên chức trách của thiên tổ rồi không cha tôi có thân phận gì các người muốn đưa đi thì đưa sao mị nhi còn chưa kịp nói thì hạ thiên đã trừng mắt với người đàn ông trung niên này muốn chết sao dám nói với vợ tôi như vậy à hạ thiên gọi mị nhi là vợ mị nhi lại không phản bác điều này làm cho đám người thiên tổ không khỏi nghi ngờ người này đã thật sự kéo mị nhi lên giường rồi sao nếu thật sự là như vậy thì đúng là quá khủng ngay cả mị nhi nổi tiếng là một khối băng cũng được kéo lên giường đám người lý gia bắt đầu cảm thấy không ổn tên khốn hạ thiên kia sao lại có quan hệ thân mật với mị nhi như vậy mị nhi lúc này cũng không nhịn được nàng trừng mắt nhìn hạ thiên rồi tức giận nói cậu không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đâu. Chị không nói lời nào, sao người khác biết chị là vợ tôi? Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Mỹ Nhi rất muốn bóp chết Hạ Thiên, nàng không phải là vợ hắn, người này cho rằng cởi sạch quần áo của nàng, chiếm tiện nghi lớn của nàng, như vậy thì phải gã cho hắn sao? Nàng cũng không muốn bị người ta chiếm tiện nghi còn lớn hơn. Đến lúc này kể cả đám người thiên tổ hay lý ra cũng cảm thấy quan hệ giữa Mị Nhi và Hạ Thiên là không tầm thường, chỉ cần xem hai người nói chuyện là thấy căn bản giống như đang đấu võ mồm người đàn ông trung niên không khỏi cười lạnh một tiếng nói tôi còn tưởng thiên tổ sẽ trí công vô tư thì ra mị nhi bây giờ ra mặt vì người đàn ông của mình nhưng các người đừng quên thiên tổ cũng chẳng phải muốn làm gì thì làm đừng nghĩ rằng trong thủ đô này không có ai quản các người thiên tổ chúng tôi chưa từng nghĩ muốn làm gì thì làm mị nhi lạnh lùng nói lý ra các người mới thật sự muốn làm gì thì làm Nghị Nhi quay đầu nhìn Lý Phá Vân. Lão Lý, tôi không muốn làm cho sự việc ngày càng trở nên khó khăn, tốt nhất ông nên tự nguyện theo chúng tôi. Khổ, khổ. Lúc này Lý Phá Vân cuối cùng cũng gắng gượng đứng lên, vẻ mặt lão xám trắng, chỉ sau khoảnh khắc mà giống như già đi hơn 10 tuổi. Lão nhìn Mỹ Nhi, cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, sau đó dùng giọng có chút suy yếu nói. Tôi cần một lý do. Lý Phá Vân dừng lại một chút rồi nói. Tôi tự cảm thấy những cống hiến của tôi cho quốc gia là rất lớn, tôi cũng thấy mình chưa từng làm ra những chuyện táng tận lương tâm, tôi càng không làm những chuyện gây thương tổn đến quốc gia và nhân dân, thiên tổ các người muốn bắt tôi, dù sao cũng phải cho ra lý do rõ ràng. Ngưu sát tổ trưởng thiên tổ, lý do này đủ chưa? Nghị Nhi lạnh lùng nói. Cơ thể Lý Phá Vân có hơi chấn động, vẻ mặt càng sám trắng, lão chậm rãi thở dài. Được rồi, tôi theo các người. Vậy mời lão Lý đi trước." Mị Nhi vẫn rất lạnh lùng, dù thân phận của Lý Phá Vân không tầm thường, nhưng đối với Mị Nhi thì những kẻ mưu sát tổ trưởng thiên tổ là khó thể tha thứ, trong lòng nàng cũng chẳng còn chút tôn kính nào với người này. Lý Phá Vân chậm rãi tiến bước, nhịp tiến cực kỳ trầm trọng, không phải vì lúc này lão đang trọng thương, hơn nữa tâm tình cũng rất trầm trọng. Vì khoảnh khắc này hắn chợt ý thức được một việc, bây giờ muốn đối phó với lão thật ra không chỉ có hạ thiên, cũng không phải thiên tổ đó là đệ nhất gia tộc thủ đô, là Triệu Gia. Triệu Công Tử Trong đầu Lý Phá Vân không khỏi bùng lên cái tên này, lão nhớ đến những sự việc phát sinh ngày gần đây mà đột nhiên sinh ra cảm giác quá dị. Có lẽ ngay từ đầu Lý Gia đã rơi vào bẫy của Triệu Gia, đầu tiên là Triệu Công Tử có hứa hẹn với Lý Minh Quang, bây giờ nắm thiên tổ là Triệu Công Tử, đáng lý ra thiên tổ cũng không nên vì Triệu Minh Phong và đến tìm lão gây phiền toái. Lý Phá Vân nghĩ đến đây thì không nhịn được phải hỏi có thể nói cho tôi biết triệu minh phong đang ở đâu được không tôi đang muốn hỏi ông về vấn đề này mị nhi lạnh lùng nói hy vọng chút nữa lão lý sẽ có thể nói cho chúng tôi biết còn bây giờ chúng ta nên đi trước nơi đây cũng không thích hợp để thỏa luận đúng lúc này hạ thiên lại mở miệng vợ mị nhi chị muốn mang lão già ngốc này đi đâu chị muốn xử lý lão sao mị nhi căn bản mặc kệ hạ thiên nàng chỉ vung tay với đám người thiên tổ Đi thôi." Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn lại mở miệng hỏi. "Vợ Mị Nhi, lão già ngốc này là của tôi, tôi cần phải xử lý lão." Cuối cùng Mị Nhi cũng quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận hỏi. "Có phải cậu muốn đánh nhau với tôi không?" Hạ Thiên trừng mắt. "Vợ Mị Nhi, đánh nhau trên giường sao?" "Cậu?" Mị Nhi thiếu chút nữa bị Hạ Thiên làm cho nghẹn chết, người này sao lại như vậy? Đám người Thiên tổ lại càng bội phục Hạ Thiên huynh đệ này trâu như chó, ngay cả khối băng mị nhi cũng không làm gì được hắn. Tôi chỉ thích đánh nhau với vợ trên giường thôi. Hạ thiên ra vẻ vô tội nói. Tóm lại sau này cậu muốn làm gì với lý gia không liên quan gì đến tôi, nhưng hôm nay tôi phải mang người đi. Mị Nhi tức giận nói. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi ông ta, cậu đừng làm loạn. Có chuyện gì quan trọng, tôi giúp chị. Hạ thiên sung phong nhận việc. Vợ Mị Nhi, tôi biết cách ép cung, Bảo đảm 100% sẽ có được tin tức, không tin cứ cho tôi thử việc. Không cần nhiều lời. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng đã xoay người bỏ đi. Nàng không phải không tin năng lực của Hạ Thiên, nàng chỉ sợ đối phương làm loạn. Hơn nữa thân phận của Lý Phá Vân rất đặc biệt, cũng không thể ép cung, tất nhiên nàng sẽ có bản lĩnh ép Lý Phá Vân phải mở miệng. Hạ Thiên có chút buồn bực, ngoài Lý Minh Quang thì người hắn muốn giết chết chính là Lý Phá Vân. Vì vậy vừa rồi ra tay rất nặng, không chút lưu tình. Lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã đấm chết lão già này, nhưng đối phương chưa chết, bây giờ lại bị Mỹ Nhi cướp đi. Không sao, trước tiên xử lý đám người này đã. Hạ Thiên nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, ngoài Lý Phá Vân thì ở đớ còn vài tên cuộn cán. Nhưng đúng lúc này âm thanh của Mỹ Nhi đã vang lên. Cậu còn chưa đi sao? À, vợ Mỹ Nhi, tôi còn chút chuyện. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đây là thủ đô, tốt nhất đừng tùy tiện ra tay." Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên lại buồn bực, vợ Mị Nhi rõ ràng có hơi quá, hắn thật sự muốn cho nàng một trận. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn biết Mị Nhi rất mạnh, muốn thắng cũng không dễ. "Không phải còn chưa tìm được một Hàm sao? Đừng mất thời gian ở đây, đi tìm một Hàm đi." Mị Nhi còn nói thêm, rõ ràng nàng biết nguyên nhân Hạ Thiên đến thủ đô. Chương 495: Phá nhà. à được rồi, nể mặt vợ Mỹ Nhi, hôm nay không đánh giết ai cả. Hạ Thiên Nghiêm Trang nói, hắn quyết định hôm nay không đánh Mỹ Nhi, sau này đánh cũng không muộn. Chỉ có quỷ mới quan tâm đến cậu. Mỹ Nhi thiếu chút nữa thì nói ra những lời này, nhưng nàng cuối cùng cũng nhịn được, nàng chỉ hỏi một câu. Cậu thật sự không giết người sao? Tất nhiên là thật, tôi đã nói là giữ lời. Hạ Thiên chân thành trả lời. Vậy thì tốt, tôi đi trước, cậu cũng nhanh chân lên. Mị Nhi không nói nhiều, nàng cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, chỉ vì trước đó tổ trưởng giao nhiệm vụ cho nàng bảo vệ hắn. Dù bây giờ tổ trưởng ở đâu không rõ, nàng cần phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên bây giờ nàng không có thời gian chằm chằm vào Hạ Thiên, đối với nàng thì tìm tổ trưởng vẫn quan trọng hơn. Đối với Hạ Thiên thì Mị Nhi cảm thấy chẳng cần phải bảo vệ làm gì, nàng chỉ lo lắng tên khốn nạn này làm loạn ở thủ đô. Ngày hôm qua hắn vừa đến thủ đô mà đã làm lý ra rối loạn nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả thủ đô sẽ loạn mị nhi nhanh chóng cùng đám người thiên tổ đưa lý phá vân đi rõ ràng bọn họ không có hứng thú với những người lý gia còn lại vì vậy căn bản chẳng quan tâm nhưng mị nhi không có hứng thú không có nghĩa là hạ thiên cũng giống như vậy lý phá vân đã bị mị nhi lôi đi như vậy hắn cũng chỉ có thể phát tiết trên người đám lý gia còn lại hắn chỉ đồng ý với mị nhi là không giết người cũng không nói sẽ không đánh người không đánh chết là được cho đám người này thành tàn phế cho xong hạ thiên nghĩ vậy mà phóng về đám người người đang đứng cách đó không xa hắn chuẩn bị đánh vài tên thành tàn phế nhưng đúng lúc này hắn nghe được một tiếng gầm giống bắn chết nó người hét lên chính là tên đàn ông trung niên trước đó đã nói chuyện với mị nhi khi hạ thiên đang sắp xếp kế hoạch cho đám người thành kẻ tàn phế thì người đàn ông trung niên cũng nghĩ sẽ bắn chết hắn khi đám người mị nhi vừa rời khỏi lý ra thì hắn lập tức hạ lệnh bắn người đúng đùng đùng tiếng súng nổ rồn rập lúc này đám người cầm súng không có chút do dự bọn họ bắt đầu tấn công hạ thiên nếu bọn họ biết dù có nổ súng cũng không làm gì được hạ thiên thì sẽ không ra tay đáng tiếc là bọn họ không biết vì vậy bi kịch là khó tránh khỏi khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì hạ thiên đã biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó đã hiện ra sau lưng đám người hắn vung hai tay cướp lấy hai khẩu súng của hai người sau đó bắt đầu bắn á à, á à tiếng kêu thảm liên tục vang lên tiếng súng nhanh chóng ngừng lại trong sân rộng cũng chỉ còn hai người đang đứng một là hạ thiên một là người đàn ông trung niên đám người muốn giết hạ thiên thì đang ngã lăn trên mặt đất tất nhiên đám người này không chết hạ thiên nói là giữ lời hắn nói không giết người thì sẽ không giết người hắn chỉ bắn vài phát súng vào chân đối phương mà thôi có thể nói là nửa đời sau đám người này chỉ ngồi xe bốn bánh là đẹp ông rất may súng hết đạn tôi sẽ không bắn ông hạ thiên nhìn người đàn ông trung niên sau đó hắn phóng lên dùng súng nện xuống người đàn ông trung niên chờ kêu lên thảm thiết xương hai tay bị hạ thiên đánh gãy nhưng tất cả còn chưa kết thúc hạ thiên lại tung đá xương đùi người đàn ông cũng gãy theo người đàn ông ngã xuống đất cảm giác đau đớn đến mức làm hắn ngất xỉu đúng là không có chút cảm giác khiêu chiến người lý gia toàn là phế vật hạ thiên lẩm bẩm giọng điệu mất hết hứng thú đúng là không có gì thú vị Hèn gì trước kia ba vị sư phụ thường nói rất tịch mịch, tất nhiên sau này thì không dám nói, vì mỗi lần bọn họ nói vô địch thì đều bị đòn. Ở cùng vợ lúc nào cũng vui hơn. Hạ Thiên thầm nói, hắn phải nhanh chóng tìm vợ, đám người Lý gia này chẳng có gì hay ho. Chính Hạ Thiên muốn đánh người cho sướng tay, cuối cùng cũng xong sạch, kết quả làm hắn khó chịu, giống như chưa đến chợ đã hết tiền. Hắn nhìn bốn phía Lý gia, cuối cùng hắn có một ý nghĩ mới. Nếu không có ai để đánh thì phá nhà cũng tốt." Hạ Thiên nghĩ là làm, hắn phóng đi liên tục tung chưởng, đấm, đá. Những vách tường đổ sụp, những phòng ốc tan tành, hôm nay hắn quyết định dỡ nhà, dùm lý ra. Đúng lúc này, trong một đại viện ở thủ đô, Triệu Minh Phong đang mở to mắt ngồi thẳng trên giường, hắn nhìn khắp chung quanh, nơi đây rất quen thuộc với hắn, vì nó là nhà hắn. Nhưng hắn bình thường rất ít khi ở nhà, phần lớn thời gian đều dành cho thiên tổ vì vậy hắn vẫn sinh ra cảm giác xa lạ với cả ngôi nhà của mình. Triệu Minh Phong thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, tất cả giống tuếch, nhưng điều này cũng không làm hắn kinh ngạc, vì thoát khỏi đòn tập kích của Lý Minh Quang và Lý Phá Vân mà hắn đành tạm thời dùng một thủ pháp kích thích tiềm lực. Di chứng của thủ pháp này rất rõ ràng, hắn cần một thời gian mới khôi phục đến tình trạng đỉnh phong trước đó. Nhưng lúc này Triệu Minh Phong có chút mê hoặc, sau khi hắn thoát khỏi Lý ra không được bao xa thì đã hôn mê, lúc ấy cũng không kịp yêu cầu trợ giúp, sao hắn lại quay về nhà. Triệu Minh Phong đang muốn xuống giường thì một người đàn ông cao lớn đi đến, vẻ mặt người đàn ông này có chút lạnh lùng, nhưng khi thấy Triệu Minh Phong thì lão lại tươi cười. Tam thúc, chú đã tỉnh. Công tử sao? Triệu Minh Phong khẽ nhíu mày, hắn thấy đứa cháu này thì luôn bất mãn, nhưng hắn cũng biết cháu mình có bản lĩnh. Tam thúc, sức khỏe của chú đã tốt rồi chứ? Triệu công tử mỉm cười. Công tử, từ khi nào lại quan tâm đến sức khỏe của Tam Thúc như vậy? Triệu Minh Phong cười nhạt một tiếng, hắn và Triệu công tử tuy là người Triệu gia nhưng trước kia quan hệ không tốt. Trước đó hai bên vì chuyện của Hạ Thiên mà có chút náo loạn, hai bên có mâu thuẫn. Tam Thúc, lần này chú bị thương có trách nhiệm rất lớn của cháu. Trên mặt Triệu công tử có chút biểu cảm áy náy. Thực tế cháu đã sớm biết lý do sẽ ra tay với Tam Thúc, nhưng cháu lại không nói ra cũng may tất cả đều nằm trong dự đoán của cháu, tam thúc thành công thoát khỏi sự ám toán của Lý gia, nếu không sau này cháu sẽ chẳng bao giờ được an lòng. Chương 496, kế hoạch của Triệu công tử. Cháu nói gì? Vẻ mặt Triệu Minh Phong chợt biến đổi. Cháu biết Lý gia sẽ ra tay với chú sao? Triệu công tử gật đầu, trên mặt có chút hổ thẹn. Lý Minh Quang đã từng tìm cháu, hắn biết rõ chú bảo vệ Hạ Thiên, lại biết cháu bất mãn với Hạ Thiên vì vậy muốn cháu thay thế vị trí của tam thúc như vậy hắn có thể kéo hạ thiên đến thủ đô sau đó trả thù hạ thiên không chút cố kỵ cháu đã biết rõ sao lại không nói triệu minh phong tức giận chất vấn tam thúc cháu cũng muốn nhắc nhở chú nhưng cháu biết nếu nhắc chú sợ rằng chú sẽ không rơi vào bẫy dập của lý gia triệu công tử vẫn rất bình tĩnh hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì câu chất vấn của triệu minh phong hắn đã sớm chuẩn bị đáp án nhưng vì lợi ích của triệu gia cháu chỉ có thể để cho tam thúc chịu chút uất ức triệu công tử dừng lại một chút rồi bổ sung nhưng cháu đã làm tốt công tác chuẩn bị đã để yêu yêu quản chế tình huống vệ tinh cháu ở bên ngoài tiếp ứng tam thúc cuối cùng kết quả không khác gì suy đoán của cháu dù tam thúc bị thương không nhẹ nhưng vẫn trốn thoát điều này cũng rất bình thường dù sao người lý gia cũng chẳng thể nào giết được tam thúc nói vậy là cháu cứu chú về triệu minh phong cuối cùng cũng hiểu ra đúng vậy tam thúc triệu công tử gật đầu nhưng cháu hy vọng tam thúc cứ tạm thời ở nhà không nên đi ra ngoài cũng không nên liên lạc với bên ngoài cháu có ý gì triệu minh phong khẽ nhíu mày tuy hắn rất bất mãn với cách làm của triệu công tử nhưng dù sao đối phương cũng chủ động nói ra hắn cũng không còn gì để nói những năm này lý gia đã ngày càng ngang ngược cháu đã muốn dạy bảo bọn họ một lần nhưng trước nay chưa từng tìm được cớ. Lúc này bọn họ không biết sống chết mà ra tay với Tam Thúc, tất nhiên cháu phải để cho bọn họ hiểu, thủ đô không phải là ao của Lý Gia. Triệu công tử thản nhiên nói. Bây giờ cháu có bằng chứng chính xác về sự việc bọn họ ám sát Tam Thúc, chỉ cần Tam Thúc không hiện thân, cháu sẽ làm tất cả, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Triệu Minh Phong cuối cùng cũng hiểu ra, hắn cười lạnh nói. Thì ra cháu đã sớm có ý nghĩ ra tay với Lý Gia. Tam Thúc, hành vi của Lý ra ngày càng quá phận, chưa nói ai khác, chỉ riêng Lý Minh Hiên, người này ỷ vào bản lĩnh và năng lực của mình mà thấy phụ nữ là cướp đoạt, hành vi này làm cho công phẫn, hơn nữa Lý ra lại không biết tiết chế hành vi của hắn. Triều Công Tử chậm rãi nói, chắc Tam Thúc cũng biết, Lý Minh Hiên sở dĩ bị phế cũng vì hắn muốn cướp người phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên, mà tất cả ân oán của Lý Gia với Hạ Thiên cũng đều vì Lý Minh Hiên làm bậy lý ra bọn họ đã sớm mất đi phong thái chính thức của một đại gia tộc triệu công tử khẽ dừng lại rồi nói thêm những năm gần đây thủ đô đã có rất nhiều người đánh đồng lý ra với triệu gia chúng ta nhưng bây giờ căn bản lý ra không còn là một đại gia tộc cũng không còn tư cách đánh đồng với chúng ta vậy bây giờ cậu muốn làm gì với lý ra triệu minh phong trầm giọng hỏi tam thúc chuyện này không cần triệu gia chúng ta ra tay triệu công tử mỉm cười chỉ cần chú an dưỡng vài ngày sau đó tất cả sẽ kết thúc vậy ai ra tay triệu minh phong nhíu mày có phải cháu muốn lợi dụng hạ thiên tam thúc hạ thiên và lý gia chém giết chính diện là khó tránh khỏi triệu công tử cũng không phủ nhận nhưng ngay sau đó hắn lại bổ sung tất nhiên người muốn ra tay với lý gia cũng không chỉ có hạ thiên còn ai thiên tổ sao triệu minh phong nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề nếu không thì sao triệu công tử lại muốn hắn ở lại đây tính dưỡng vài ngày. Triệu công tử vẫn không trả lời câu hỏi của triệu Minh Phong, hắn nói về một vấn đề khác. Có chuyện tam thúc sợ rằng còn chưa biết, trong đêm chú bị Lý ra đánh lén, Mỹ Nhi ở Giang Hải cũng bị tôn bác văn tập kích, cuối cùng không khỏi nhảy xuống từ lầu 10 để chạy trốn. Cái gì? Vẻ mặt triệu Minh Phong chợt biến đổi, sau đó hắn vội vàng hỏi. Mỹ Nhi thế nào? Cô ấy có sao không? cô ấy trọng thương và tìm được Hạ Thiên, vì vậy không có việc gì. Triệu công tử thành thật trả lời. Triệu Minh Phong nghe nói Mị Nhi không có vấn đề gì mà thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó hắn lại rất tức giận. Đúng là buồn cười, tôn ra bọn họ bị bệnh à. Sao lại để tôn bác văn tập kích Mị Nhi? Tam thúc, tôn bác văn hình như cũng có khổ tâm, hắn bị Lý Minh Quang nắm trong tay, vì vậy không thể không nghe lệnh Lý Minh Quang. Triệu công tử giải thích lại là lý gia sao triệu minh phong vỗ tay lên tường lý gia quả thật coi trời bằng vung đúng vậy lý gia còn giết hại một đặc công của long tổ triệu công tử gật đầu hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì phản ứng của triệu minh phong hắn biết trong suy nghĩ của tam thúc thì coi mỹ nhi không khác gì con gái mình lão đã tốn rất nhiều tâm huyết lên người nàng thậm chí còn coi trọng hơn cả con gái ruột bây giờ nghe nói lý gia phái người giết chết mỹ nhi tất nhiên hắn sẽ cực kỳ tức giận Khoản nợ này nhất định phải tính toán với bọn họ. Triệu Minh Phong tức giận nói. Triệu công tử đón lời. Tam thúc cứ yên tâm, phần nợ này chúng ta nhất định sẽ tính toán với Lý gia. Nhưng bây giờ chú nên nghỉ ngơi cho tốt. À, cháu cũng có chuyện muốn nói. Mị Nhi đã về thủ đô, bây giờ thiên tổ do cô ấy phụ trách. Vẻ mặt Triệu Minh Phong có hơi biến đổi, hắn suy tư một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi, tôi tạm thời nghỉ ngơi, tất cả giao cho cháu tam thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt. Triều công tử lộ ra nụ cười. Tam thúc cứ tiếp tục nghỉ ngơi, cháu còn có việc, sẽ ra ngoài trước, nếu có kết quả gì cháu sẽ báo cáo ngay. Đi thôi. Triệu Minh Phong phất tay, bây giờ hắn rất yếu, nếu cứ tiếp tục gắng gượng cũng rất mệt mỏi. Triệu công tử xoay người ra khỏi phòng, trên mặt có chút thỏa mãn, sự việc phát triển theo kế hoạch của hắn, tất nhiên hắn sẽ rất vui sướng. Triệu công tử đi qua vài hành lang, Hắn tiến ra ngoài một khoảng sân nhỏ, một người đàn ông 25-26 đang đứng đợi, khi thấy Triệu Công Tử thì hắn vội vang tiến lên nghênh đón và dùng giọng cung kính bắt chuyện. Công Tử! Mị Nhi đã rời khỏi Lý ra chưa? Vẻ mặt Triệu Công Tử khôi phục lại vẻ lạnh lùng, hắn dùng giọng hờ hững hỏi. Vâng, Mị Nhi đã đưa Lý phá vân về thiên tổ, nhưng... Người đàn ông trả lời. Nhưng cái gì? Triệu Công Tử có chút không vui chương 497, đập nát nhà xong thì đi kiếm tiền. Mỹ Nhi đã rời khỏi Lý Gia. Người đàn ông gầy gò khẽ nói. Tất cả đám người nhà Lý Gia đều bị Hạ Thiên đánh ngã, hơn nữa hắn còn xếp đám người Lý Gia thành một dòng chữ, Lý Gia đều là đám ngu ngốc. Ha ha ha, triệu công tử khó khi nào được cười thoải mái. Hay, đúng là quá hay, tiểu tử kia rất hợp với khẩu vị của tôi, đáng tiếc. Triệu công tử không nói rõ ràng vì sao đáng tiếc, hắn nhanh chóng ngừng cười và tiếp tục hỏi. Tình huống lúc đó thế nào? Hạ Thiên đến đánh ngã tất cả đám người trong Lý Gia, còn bắt đầu bếp tên là Lý Phong nấu cho một bữa cơm, xua đó trở Lý Phá Vân quay về. Kết quả là Lý Phá Vân thiếu chút nữa bị Hạ Thiên đánh chết, may mà Mị Nhi đến đúng lúc, đã cứu Lý Phá Vân một mạng. Người đàn ông gầy gò tiếp tục nói. Nhưng bây giờ Mị Nhi đã mang Lý Phá Vân về Thiên Tổ, chỉ còn Hạ Thiên ở lại Lý Gia hắn còn ở đó làm gì? Triệu công tử có chút kỳ quái. Ở lại phá nhà, tên đàn ông gầy gò có chút kỳ quái. Khu nhà Lý Gia đã bị phá hơn phân nửa, nhưng nhìn bộ dạng của hắn hình như muốn phá sạch. Phá nhà sao? Triệu công tử không khỏi sướng sờ. Cậu nói hắn ta phá khu nhà gần trăm năm của Lý Gia sao? Tên đàn ông gầy gò định mở miệng nói chuyện, đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại, nói vài câu, sau đó cúp điện thoại nhìn Triệu công tử, vẻ mặt rất muốn cười. Công tử, đã có tin tức mới nhất, Hạ Thiên đã dỡ sạch toàn bộ khu nhà của Lý gia, bây giờ Lý gia chỉ còn là một đống hoang tàn. Ha 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 ha. Triệu công tử lại cười ha hả, lần này hắn cười cả phút đồng hồ mới ngừng. Tốt, đúng là quá tốt, làm rất tốt, tôi càng ngày càng thích tác phong của hắn. Trên mặt tên đàn ông gầy gò cũng lộ ra nụ cười, khu nhà Lý gia bị người ta phá hủy điều này nghe thật sự rất đáng cười. Đường đường là gia tộc xếp vị trí thứ hai ở thủ đô, bây giờ nhà cũ cũng bị phá, sau này còn mặt mũi nào ở lại thủ đô. Nhà của Lý Gia đã giữ được trăm năm, bây giờ cũng đã đổ. Triệu công tử lầm bầm một câu, trong lòng có chút hưng phấn. Lý Gia bây giờ có còn được đánh đồng với Triệu Gia nữa hay không? Triệu công tử cho đến bây giờ cũng không thích danh xưng tứ đại gia tộc, đối với hắn thì Triệu Gia mới là độc nhất vô nhị, những gia tộc khác không có tư cách xếp cùng với triệu gia công tử có một vấn đề không biết tôi có nên hỏi không tên đàn ông gầy gò có chút trần trừ rồi nói có nên hỏi hay không thì cậu cũng đã mở lời vậy thì cứ hỏi triệu công tử thản nhiên nói bây giờ tâm tình của hắn rất khá công tử tôi vẫn cho là anh muốn đối phó với hạ thiên nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra vấn đề thì ra anh muốn đối phó với lý gia tên đàn ông gầy gò cẩn thận nói bây giờ lý ra đã sụp anh còn muốn đối phó với hạ thiên sao không vội triệu công tử cười nhạt một tiếng hạ thiên có lợi hại thì cũng chỉ là một người đối phó một người dễ hơn rất nhiều so với một gia tộc triệu công tử khoát tay hắn không muốn tiếp tục ở chủ đề này được rồi cậu tiếp tục ra ngoài tiếp tục chú ý tình huống của hạ thiên nhưng phải nhớ kỹ đừng chọc hắn vâng công tử tên đàn ông gầy gò chợt lên tiếng sau đó hắn vội đi ra ngoài. Vẻ mặt Triều công tử lại khôi phục vẻ lạnh lùng, hắn đứng trong sân không nhúc nhích, một lúc lâu cũng không muốn bỏ đi, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Bên hồ Đàm Long, Tạ Hiểu Phong đang núp sau một vật, lúc này hắn rất choáng váng. Lần đầu tiên hắn thấy vài chiếc xe chạy qua, trên xe là quân nhân vũ trang tận răng, sau đó nghe thấy phương xa truyền đến tiếng súng, cuối cùng là khu nhà liên tục sụp đổ điều này làm hắn tưởng mình đang xem phim hollywood tạ hiểu phong không hiểu hạ thiên bây giờ ra sao hắn ngoài nghe được vài tiếng kêu của hạ thiên thì chẳng còn thấy được gì thậm chí còn hoài nghi hạ thiên đã bị bắn chết tạ hiểu phong nghĩ như vậy mà có chút do dự không biết nên tiếp tục chờ hay bỏ đi hơn nữa hắn đã ở đây khá lâu đã đói bụng hắn còn chưa dùng cơm chưa đúng lúc này tạ hiểu phong chợt nghe thấy một âm thanh này chú em chưa đi sao Tạ Hiểu Phong nghe được âm thanh này mà cực kỳ hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên, vẻ mặt trở nên vui mừng. "Thiên ca, anh không sao à?" Nói nhảm, anh đã làm xong, đã phá nhà, tất nhiên phải đi ra." Hạ Thiên thuận miệng nói. "Anh đã phá xong rồi sao?" Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ, sau đó hắn chợt lắp bắp. "Thiên ca, anh, anh đừng nói mình là người phá hủy khu nhà đó đấy nhé. Tất nhiên là anh phá." hạ thiên tức giận nói xua đó hắn xoay người bỏ đi tạ hiểu phong còn ngây người hạ thiên bất mãn nói này chú em còn chưa đi sao đi tạ hiểu phong cuối cùng cũng kịp phản ứng hắn vội vàng đuổi theo hạ thiên sau đó lại cẩn thận hỏi thiên ca chúng ta đi đâu bây giờ tìm chỗ kiếm tiền hạ thiên thuận miệng nói tuy vừa rồi đã ăn một bữa cơm chùa của lý gia nhưng hắn vẫn còn thiếu tiền ninh khiết thiên ca anh muốn kiếm tiền thế nào tạ hiểu phong tiếp tục cẩn thận dò hỏi bây giờ hắn có một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với hạ thiên hắn là người lăn lộn nhiều năm ở thủ đô cũng biết vài chuyện về khu nhà số một đường mục tử hắn biết rất rõ đây là nơi mà người thường không được đi vào nhưng vị thiên ca này lại vào hơn nữa còn phá hủy cả khu nhà đi ra cũng không hao tổn một cọng lông sợi tóc đồng thời cũng không có ý nghĩ bỏ trốn ngược lại còn muốn đi kiếm tiền đây là loại người châu chó thế nào loại khốn nạn nào làm ra chuyện lớn như vậy mà còn bình tĩnh như thế. Tìm vài thằng nhà giàu sắp chết, sau đó chữa bệnh cho hắn, như vậy rất dễ kiếm tiền. Hạ Thiên hời hợt nói, sau đó hắn nhìn tạ hiểu phong. Chú có biết thằng nhà giàu nào sắp chết không? Điều này, em cũng không hiểu lắm. Tạ hiểu phong có chút ngượng ngùng, sau đó hắn không nhịn được phải hỏi. Thiên ca, anh là bác sĩ sao? Nói nhảm, anh là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút mất hứng nhìn Tạ Hiểu Phong. "Chú không tin anh sao?" "Không, không phải, Thiên ca, sao em không tin anh?" Tạ Hiểu Phong liên tục nói, hắn cẩn thận bổ sung một câu. "Nhưng, Thiên ca, người khác chưa nghe qua thanh danh của anh, có lẽ sẽ không tin anh ngay." Chương 498: Chữa bệnh từ thiện. Hạ Thiên hiểu rất rõ lời nói của Tạ Hiểu Phong, trước đó hắn đến giang hải cũng vì không ai tin hắn là hạ thần y nên chẳng được gì bây giờ hắn vừa đến thủ đô chắc chắn tình huống cũng như trước muốn chữa bệnh kiếm tiền cũng không dễ vậy chú có biện pháp gì để mọi người tình nguyện để tôi chữa bệnh không hạ thiên cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác vì vậy hắn mở miệng hỏi thăm tạ hiểu phong trên người hạ thiên không còn đồng nào vì vậy hắn cần kiếm tiền tuy với năng lực của hắn thì cướp bóc rất dễ dàng nhưng đối với hắn thì cướp bóc là không thể được rất mất thân phận còn chuyện ăn cơm chùa hắn cảm thấy ngẫu nhiên ăn một bữa thì không sao nhưng cũng vì không có tiền mà đi ăn cơm chùa thì quá mất thân phận thiên ca nếu muốn người ta tin mình là thần y như vậy anh phải trị bệnh nếu không sẽ rất phiền một hai ngày là khó thể kiếm được tiền tạ hiểu phong cẩn thận nói hạ thiên có chút bất mãn anh muốn kiếm được tiền ngay đêm nay điều này thiên ca nếu không chúng ta đi bệnh viện để xem có tìm được người bệnh nào không tạ hiểu phong chợt có một ý nghĩ được rồi. Hạ Thiên cũng không có biện pháp nào khác, vì vậy gật đầu. Chú đưa anh đến bệnh viện. Tạ Hiểu Phong tuy vẫn rất đói bụng nhưng cũng không dám đi ăn cơm, hắn tranh thủ đưa Hạ Thiên đến một bệnh viện tương đối quen thuộc, là bệnh viện Nhân Tâm Thủ Đô. Bệnh viện Nhân Tâm Thủ Đô là một bệnh viện tư nhân, cái tên khá tốt, vì những năm gần đây muốn tìm được một bệnh viện có nhân tâm còn khó hơn cả chúng sổ số. Thiên ca, bệnh viện này được người ta gọi là bệnh viện hiểm độc những người có tiền sẽ không đến đây chữa bệnh, nhưng khốn nổi bệnh viện này quảng cáo ở khắp nơi, thủ đô lại nhiều người, rất nhiều người không hiểu rõ tình huống nên tin quảng cáo và chạy đến. Trình độ bác sĩ ở đây rất thấp kém, vì vậy em nghĩ rằng trong đây có rất nhiều người bệnh. Tạ Hiểu Phong đứng ở bên ngoài giới thiệu tình hình bệnh viện cho Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ vào một cái dù lớn ở cổng bệnh viện nói. Ông lão kia đang làm gì vậy? Ngoài cửa bệnh viện là một chiếc dù lớn, một ông lão hơn 60 đang ngồi bên dưới, trước mặt có một chiếc bàn lớn, bên cạnh còn có vài người vây quanh, nhìn qua có vẻ rất náo nhiệt. A, à, Thiên ca, đó là bác sĩ của bệnh viện nhân tâm, mỗi ngày đều có bác sĩ của bệnh viện ra đó gọi là chữa bệnh từ thiện, tự xưng là trung y, miễn phí cho người xem bệnh. Tạ Hiểu Phong hiểu rất rõ. Nhưng thật ra chỉ là gạt người, ông lão kia có phải là trung y hay không thì chẳng thằng nào nghiệm chứng được, dù sao người nào đến cũng được lão nói có bệnh. Khốn kiếp chính là khám bệnh miễn phí nhưng chỉ là khám, muốn điều trị phải vào trong, sau đó làm một mớ xét nghiệm, dù có bệnh hay không cũng lấy vài ngàn tiền xét nghiệm rồi nói sau. Tạ Hiểu Phong dừng lại một chút rồi bổ sung, thật ra những năm gần đây người nào cũng có vấn đề về sức khỏe, vấn đề là người địa phương ở đây đã biết danh tiếng của bệnh viện này, vì thế người đến khám bệnh phần lớn đều từ bên ngoài, bọn họ bị lừa đến, không biết bệnh viện này là gì. Hạ Thiên cũng không có hứng thú với vấn đề này. Đại sư phụ đã nói với hắn, đám người ở bệnh viện đều là loại người lòng dạ hiểm độc, thậm chí còn đen tối hơn cả đại sư phụ. Tuy đại sư phụ xem bệnh với chi phí cao nhưng có thể chữa hết bệnh cho người ta, mà bệnh viện thì chữa nhẹ thành nặng, bệnh nặng thành kẻ chết, thậm chí dù có chết cũng không phải là trách nhiệm, cái gì mà áo quần còn có số nói gì con người, đúng là mất lương tâm. Nhưng vì sao bệnh viện kia khám bệnh miễn phí vẫn có nhiều người đến xem bệnh như vậy? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy có chút hứng thú. Thiên ca, là thế này, bây giờ mọi người đều tham rẻ, nghe nói miễn phí là dù có bệnh hay không cũng sẽ đến khám chơi. Những người cảm thấy sức khỏe không tốt thì lại càng muốn đến, bọn họ cảm thấy dù thế nào cũng không mất tiền, đến khám cũng chẳng có vấn đề gì. Tạ Hiểu Phong khẽ gật đầu. Bệnh viện Nhân Tâm vì nắm chặt tâm lý này mà mỗi ngày đều cho bác sĩ ngồi trước cổng khám bệnh miễn phí, sau đó người nào cũng có bệnh, ai cũng phải vào xét nghiệm để kiểm tra. Vì vậy anh đừng nghĩ bệnh viện này trình độ không tốt mà xem thường, bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Thì ra là vậy, vậy anh cũng ra chữa bệnh miễn phí. Hạ Thiên suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đưa ra ý tưởng. Trước tiên phải chữa bệnh miễn phí, sau đó có người tin mới làm ăn được. Tuy điều này làm hắn cảm thấy không có lời, nhưng kinh nghiệm khi vừa đến giang hải làm hắn hiểu được khó thể làm người ta tin tưởng, vì vậy muốn đêm nay có tiền chỉ có thể khám bệnh miễn phí cho vài người. Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ. "Thiên ca, anh muốn chữa bệnh Từ Thiện à? Ở đây sao?" "Đúng vậy, là chỗ này." Hạ Thiên khẽ gật đầu. "Cậu giúp tôi đi chuẩn bị, sẽ lập tức bắt đầu, chúng ta chữa bệnh Từ Thiện trước đã." "Thiên ca, anh chờ chút, em sẽ lập tức đi chuẩn bị." Tạ Hiểu Phong tuy cảm thấy rất quỷ dị nhưng cũng không dám trái ý Hạ Thiên, hắn nhanh chóng đi lấy về một cái rủ, hai chiếc ghế, một cái bàn. Cuối cùng hắn còn đưa đến một cái loa quyết định dùng tiếng hát át tiếng bom. Tạ Hiểu Phong cảm thấy bệnh viện nhâm tâm này không ra gì nhưng Hạ Thiên lại thấy tốt, vì vậy cũng không còn biện pháp. Cũng may không có bảo vệ bệnh viện đến tìm phiền toái, đây cũng là công lao của Tạ Hiểu Phong, đám bảo vệ biết mặt hắn, biết rõ hắn là lưu manh, không muốn dây vào, vì vậy ra vẻ như không phát hiện ra. Thiên ca, như vậy được chưa? Tạ Hiểu Phong chuẩn bị tốt tất cả thì quay sang hỏi thăm Hạ Thiên như vậy người ta sẽ biết chúng ta chữa bệnh từ thiện sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không có gì, em sẽ dùng loa hô lên, mọi người sẽ biết. Tạ Hiểu Phong chỉ vào loa. À, vậy cậu hô hào đi, nói là Hạ Thần Y Đệ nhất thiên hạ đến chữa bệnh miễn phí. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Tạ Hiểu Phong có chút trần trừ, sau đó hắn cầm loa hô lên. Hạ Thần Y Đệ nhất thiên hạ đến chữa bệnh miễn phí, từ cảm cúm đến ung thư, Cúng chó cúng gà cúng trâu cúng voi, tất cả đều chữa tốt, đi ngang qua thì lăn vào mà chữa. Tuy tạ hiểu phong không hiểu y thuật của Hạ Thiên là thế nào nhưng vẫn cảm thấy sẽ là rất tốt, còn vấn đề chữa đủ bệnh, tất nhiên đây là quảng cáo. Hắn dù sao cũng phải khoa trương một chút, nếu không sao thu hút được người ta. Tạ hiểu phong dùng loa hô hào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, để đám người đang chữa bệnh từ thiện ở bệnh viện nhân tâm bên kia cũng nhìn sang, thậm chí đám người đi đường cũng phải chú ý hạ thần y đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn chữa được trăm bệnh, từ ung thư đến cúng châu cúng chó, sao không chú ý cho được. chương 499, không người ghé thăm. Nhưng dù có người chú ý nhưng không ai tiến lên, nguyên nhân rất đơn giản, vừa nói ra đã biết là giả dối, cái quái gì là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, nhất định là ăn tục nói phét, còn chữa được bách bệnh, càng là bốc phét. Còn chuyện chữa được bệnh ung thư, những năm gần đây đám bác sĩ tự xưng chữa được bệnh ung thư là rất nhiều nhưng người chết vì ung thư cũng không thiếu, nói chung là ung thư giai đoạn đầu mà đụng vào đám bác sĩ này thì sẽ lập tức chuyển sang giai đoạn cuối ngay. Còn nữa, nguyên nhân để người ta cảm thấy rất giả chính là Hạ Thiên còn quá trẻ, người này xem ra còn chưa đến 20 tuổi, như vậy mà dám tự xưng là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Những năm nay đám trung y tự xưng có, số má đều đã năm sáu chục tuổi, có ai chưa đến 20 nếu xem xét thì người ta vẫn cảm thấy viên bác sĩ già cả của bệnh viện nhân tâm vẫn đáng tin cậy hơn, người ta tốt xấu gì cũng có hương vị, tiên phong hảo cốt, còn tên thiếu niên, căn bản chỉ là lừa người gạt tiền. Cũng vì mọi người có ý nghĩ như vậy mà tạ hiểu phong cầm loa hô cả ngày, đến mức cuống họng đông cứng cũng không ai tìm hạ thiên xem bệnh. Ngược lại thì đám bệnh nhân đến khám chỗ lão bác sĩ bên phía bệnh viện nhân tâm ngày càng nhiều hơn, ngày càng náo nhiệt hơn. Lão bác sĩ ở bệnh viện nhân tâm vốn rất căm tức, nhưng bây giờ nhìn tình huống của hạ thiên thì không khỏi vui sướng trở lại thỉnh thoảng lão lại nhìn về phía hạ thiên trong mắt lộ ra cái nhìn khinh bỉ tên khốn kia ở xó nào chạy ra dám đấu với mình đúng là tự tìm đường chết hạ thiên cũng có chút buồn bực có lầm không vậy hắn tự nguyện chữa bệnh miễn phí mà không ai thèm đến đám người này đầu óc có vấn đề gì sao thiên ca có tiếp tục kêu gọi nữa không tạ hiểu phong có chút bất an lúc này thiên ca đang rất mất mặt hắn có phá hủy bệnh viện này không nhỉ? Tùy tiện, Hạ Thiên cũng tùy tiện nói, không có người thì hắn cũng có ý bỏ đi, nếu đám ngu ngốc kia không muốn chữa bệnh thì tìm địa phương khác sẽ hay hơn. Đúng lúc này cửa bệnh viện truyền đến những tiếng ồn ào, Hạ Thiên đang nhàm chán cũng bị thu hút. Một người phụ nữ trung niên cực kỳ tiều tụy ôm một đứa bé 5-6 tuổi từ trong bệnh viện đi ra, nhìn qua có vẻ rất không tình nguyện, nhưng hai y tá đẩy nàng ra, sau đó khi nàng đi vào lại còn bị bảo vệ ngăn cản xin anh, cho tôi vào, cho tôi vào, tôi muốn tìm bác sĩ. Người phụ nữ trung niên cầu xin đám bảo vệ. Xấu hổ quá, nếu cho chị vào thì tôi tự đập vỡ chén cơm của mình. Tên bảo vệ hình như có chút đồng tình với người phụ nữ, nhưng hắn vẫn kiên quyết ngăn cản. Người phụ nữ trung niên tỏ ra bất lực, sau đó nàng nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng ôm con chạy về phía ông bác sĩ đang khám bệnh miễn phí. Nàng gạt đám người ra rồi quỳ dạp xuống nói. Bác sĩ, xin ngài cứu con tôi, lần trước ngài nói con tôi nhất định sẽ được chữa tốt mà. Lão bác sĩ nghe được lời cầu khẩn của người phụ nữ trung niên mà vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, hình như lão đã sớm quen với tình cảnh này, vì vậy mới nói. Vị nữ sĩ, tôi nói có thể chữa tốt cho con gái chị, nhưng tôi chỉ là người phụ trách chuẩn đoán bệnh, cụ thể chữa trị thế nào thì tôi không xen vào, vì vậy chị chỉ có thể vào bên trong tìm bác sĩ mà thôi. Bác sĩ, lần trước chính ông nói tôi nên vào tìm bác sĩ, nói rằng bọn họ nhất định sẽ chữa tốt cho con gái tôi, vì tôi nghe lời ông mới tiến vào. Một tuần trôi qua, tôi đã mất hơn 30 ngàn, tất cả tiền bạc tích góp trong nhà đều đã hết, thật sự không còn tiền, nhưng bây giờ bệnh viện không chịu tiếp tục chữa bệnh cho con gái tôi. Ông xem, con gái tôi bây giờ không nói và không ăn được gì, làm phiền ông vào nói với bọn họ, để bọn họ chữa cho con gái tôi được không? Tiền tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp, van xin ông Thật sự cầu xin ông, bác sĩ. Người phụ nữ trung niên bắt đầu dập đầu với lão bác sĩ. Đám người ở bên cạnh bắt đầu không nhịn được, bọn họ lên tiếng thay cho người phụ nữ trung niên. Đúng vậy, bác sĩ, ông phải giúp đỡ một chút, chẳng phải ông đáng khám bệnh từ thiện sao? Đúng vậy, con của người ta quá đáng thương, dù không đủ tiền cũng đừng bỏ mặc chứ. Nếu là chữa bệnh từ thiện thì phải trị hết bệnh cho người ta, sao có thể bỏ mặc như vậy? chỗ này không gạt người đấy chứ. Nói vậy tôi phải đến bệnh viện khác sao? Tôi thấy chỗ này có chữa bệnh từ thiện còn tưởng là bệnh viện tốt, nào ngờ cũng như những bệnh viện khác, không có tiền là đuổi người đi. Lão bác sĩ nghe được những lời ồn ào như vậy thì cảm thấy không ổn, nếu người phụ nữ này tiếp tục ở lại náo loạn thì sợ rằng danh dự của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tất nhiên lão sẽ bị ảnh hưởng lây. Phải biết rằng lão lừa được một bệnh nhân vào bệnh viện thì có thể tăng thêm được vài phần hoa hồng. Lão bác sĩ rất muốn cho bảo vệ kéo người phụ nữ này đi, nhưng đáng tiếc là lúc này có quá đông người, nếu sử dụng bảo vệ thì sự việc sẽ ngày càng huyên náo. Nhưng gừng càng già càng cay, lão bác sĩ nhanh chóng đưa ra một ý kiến tuyệt hảo. Này vị nữ sĩ, tôi cũng có khổ tâm, tôi chỉ là bác sĩ, chuyện của bệnh viện tôi cũng không làm chủ được. Thế này đi, chị xem, bên kia có một nhóm người đang khám bệnh miễn phí, nếu không chị sang thử xem sao. Lão bác sĩ chỉ vào hạ thiên cách đó không xa, Bộ dạng rất vô tội, rõ ràng vứt bỏ tất cả trách nhiệm của mình. Người phụ nữ híp mắt nhìn về phía Hạ Thiên cách đó không xa, khi thấy hắn còn quá trẻ thì tâm tình chợt lạnh lẽo. Nhưng nàng cũng hiểu, bệnh viện nhân tâm này không thể chữa cho con gái mình, bây giờ nàng không còn biện pháp, chỉ có thể đi sang bên kia thử vận may một lần, chỉ cần có hy vọng thì nàng phải thử. Người phụ nữ trung niên nghĩ vậy thì đờ đẫn đứng lên, nàng đi về phía Hạ Thiên, cũng có vài người đi theo những người khác cũng rời ánh mắt về phía Hạ Thiên. Dù sao thì Tạ Hiểu Phong cũng đã hô hào cả nửa ngày, những người kia cũng có chút ấn tượng, bây giờ có người lên thử nghiệm, tất nhiên bọn họ sẽ biết tên kia có phải là lừa đảo hay không. Lúc này lão bác sĩ tương đối đắc ý, không những ném đi một phiền phức lớn, hơn nữa còn lập tức đả kích đối thủ bên kia, rõ ràng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tuy Hạ Thiên gián tiếp mang đến nhiều bệnh nhân cho lão, nhưng trong lòng lão vẫn rất bất mãn Rõ ràng đối phương khoác lác là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, đây chẳng phải vỗ mặt bác sĩ như lão sao? Bác sĩ, có thể có thể chữa bệnh cho con gái tôi không? Người phụ nữ trung niên chạy đến trước mặt Hạ Thiên, tuy vẻ mặt đờ đẫn nhưng trong ánh mắt lại có chút chờ mong, đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Chương 500, thần y. Cuối cùng cũng có người đến xem bệnh, điều này làm tâm tình của Hạ Thiên tốt lên một chút, tuy hắn biết lão già kia giật dây cho người phụ nữ này chạy về bên mình. Nhưng điều này cũng chẳng sao, chỉ cần có người đến chữa bệnh là được, như vậy hắn có thể nhanh chóng kiếm tiền. "Để tôi xem." Hạ Thiên đặt tay lên xem mạch cô bé, sau đó nhanh chóng chuẩn đoán bệnh rồi nói với người phụ nữ trung niên. "Đặt cô bé lên bàn." Người phụ nữ trung niên đặt con mình nằm ngang trước mặt Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng lấy ra một cây ngân châm nhanh chóng đâm vài lượt lên người cô bé. Cuối cùng hắn thu hồi ngân châm và vỗ tay nhẹ nhẹ lên lưng cô bé cô bé há miệng phun ra chút nước miếng. Được rồi, chị ôm lấy cô bé đi. Hạ Thiên nói với người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng nói với vẻ mặt thương tâm. Bác sĩ, anh cũng không chữa cho con tôi sao? Đã chữa xong rồi, còn chỉ cái gì nữa? Hạ Thiên dùng giọng không vui hỏi. Xong rồi sao? Người phụ nữ trung niên cho rằng mình nghe lầm, điều này sao có thể? Mới chữa bệnh chưa đến một phút đồng hồ, sao có thể chữa tốt được. Đám người vây quanh cũng coi Hạ Thiên không bằng một tên lừa đảo, không có bản lĩnh thì cứ nói, dám nói mình đã trị xong. Dù hắn là hoa đà tái thế cũng không thể chữa bệnh nhanh như vậy được. Đừng nói những người khác không tin, ngay cả tạ hiểu phong cũng không tin, dù hắn biết vị thiên ca này rất trâu bò nhưng cũng đừng nghịch thiên như vậy chứ. Mới bao nhiêu thời gian, đã chữa tốt cho con gái người ta sao? Nếu là như vậy thì thật sự là thần y đệ nhất thiên hạ rồi đúng lúc này một âm thanh trong trẻo truyền vào tai mọi người mẹ con đói bụng quá người phụ nữ trung niên nghe được âm thanh này thì đầu tiên là sững sờ sau đó nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn con gái mình trên mặt là vẻ vui mừng như điên yến tử con đã tỉnh rồi sao con đã tỉnh rồi à con con vừa nói gì mẹ con rất đói lúc này cô bé nói rất rõ ràng nàng mở to mắt nhìn mẹ vẻ mặt đã không còn tái nhợt như vừa rồi Yến tử, con đã tốt rồi sao?" Người phụ nữ trung niên chợt ôm con vào lòng rồi gào khóc, nhưng lúc này nàng khóc vì vui sướng. Mọi người lập tức choáng váng, đây là thật sao? Cô bé này đã được chữa tốt rồi à? Hai mẹ con này không phải đang giả vờ đấy chứ? Nhưng vấn đề là đám người đã tận mắt chứng kiến hai mẹ con nhà này bị bệnh viện đuổi ra, hơn nữa vừa rồi còn cầu xin lão bác sĩ bên kia, đồng thời cũng được lão bác sĩ chỉ qua bên này. Quan trọng là vừa rồi bọn họ cũng thấy rất rõ, cô bé kia giống như sắp chết đến nơi, điều này sao có thể giả vờ được. Nhưng nếu không phải là như vậy thì y thuật của người kia đã quá mức thần kỳ, người ta bỏ ra vài vạn và một tuần ở bệnh viện nhưng không thể chữa tốt, bây giờ người này chỉ đâm vài châm, toàn bộ quá trình chưa đến một phút thì đã xong, dù thật sự là thần y cũng không thể nào ly kỳ như vậy được. Lão bác sĩ cách đó không xa cũng ngây người, tên khốn kia thật sự đã chữa trị cho cô bé kia rồi sao? điều này sao quá sức tưởng tượng như vậy chẳng lẽ mình thật sự kém cỏi như thế phục lần này người phụ nữ trung niên lại quỳ gối với hạ thiên thần y ngài thật sự là thần y cảm ơn thần y đã cứu con gái tôi cảm ơn thần y đáng tiếc là trên người tôi đã không còn tiền không thể nào trả công cho ngài vì vậy chỉ còn cách dập đầu mà thôi lúc này người phụ nữ trung niên rất muốn dập đầu nhưng lại phát hiện dập đầu thế nào cũng không được một luồng lực lượng vô hình ngăn cản nàng lại này đừng dập đầu mau đưa con gái đi ăn nếu không cô ấy sẽ chết đói hạ thiên tức giận nói tôi xem bệnh miễn phí không thu tiền cũng không cần chị dập đầu đúng vậy thiên ca của chúng tôi bây giờ đang xem bệnh miễn phí không cần trả tiền đi nhanh đi tạ hiểu phong ở bên cạnh cũng nói ngay đến tận bây giờ hắn mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại vị thiên ca này đúng là thần y lúc này hắn đã biết rõ mình gặp phải một nhân vật trâu hơn chó không chỉ đánh đấm giỏi thậm chí y thuật cũng đệ nhất thiên hạ chị gái nếu thần y đã nói như vậy thì trước tiên nên đưa con đi ăn chắc cô bé cũng đói lâu rồi đúng vậy nghe thần y là không sai đúng vậy đi đi bên cạnh đã có vài người nói rõ ràng bọn họ đã tin tưởng hạ thiên cảm ơn thần y cảm ơn thần y người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng đứng lên nàng nhìn con gái trong lòng nàng vẫn quyết định nghe theo lời thần y trước tiên đưa con đi ăn chút gì đã. Này, con chị bị ngộ độc thức ăn, sau này đừng tùy tiện cho cô bé ăn uống bậy bạ. Hạ Thiên Hảo tâm nhắc nhở một câu, hắn cũng không muốn người mình vừa cứu chữa lại chúng độc chết, như vậy sẽ rất mất mặt. Ngộ độc thức ăn sao? Người phụ nữ trung niên chợt sững sờ, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra. Tôi biết rồi, ngày trước tôi có đợi Yến Tử đi ăn một ít cánh gà nướng ở ven đường, có thể thứ này không được sạch sẽ, nhưng sao bệnh viện nhân tâm lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh? Đám bác sĩ kia quá ngu." Hạ Thiên Thuận miệng nói một câu. "Tóm lại chị đưa con gái đi ăn, ăn gì cũng được, đừng những thứ bậy bạ." "Vâng, cảm ơn thần y, cảm ơn thần y, tôi đi đây." Người phụ nữ trung niên lúc này cũng không suy nghĩ quá nhiều, đối với nàng thì con gái mới là quan trọng. Người phụ nữ trung niên ôm con gái rời đi, sau khi đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại hình như nàng muốn ghi nhớ bộ dạng của hạ thiên người phụ nữ trung niên vừa đi thì đám người bên cạnh đã đi tới thần y anh giúp tôi xem bệnh những ngày nay bụng tôi không thoải mái bây giờ vẫn còn đau thần y xem bệnh cho tôi một chút được không đầu tôi khá đau thần y tạ hiểu phong ở bên cạnh hô một câu xếp thành hàng xếp hàng đúng 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 không vội thần y xem bệnh rất nhanh xếp hàng đi có người phụ họa một câu, sau đó vội vàng xếp thành hàng để Hạ Thiên xem bệnh. Hạ Thiên theo đúng quy trình, đầu tiên là bắt mạch, sau đó dùng ngân châm để châm cứu, thời gian tương đối nhanh, cơ bản chữa cho một người chưa đến một phút đồng hồ. Đúng là thần y, bụng tôi đã hết đau. Đầu tôi cũng không còn đau. Thần y, đúng là thần y. Đám người bắt đầu hưng phấn la hét, tạ hiểu phong ở bên cạnh thấy như vậy thì cầm loa hô lớn hạ thần y đệ nhất thiên hạ xem bệnh miễn phí, cơ hội hiếm có khó tìm, nhanh chân đến đây. Trước đó tạ hiểu phong giống cả nửa giờ không có ai hưởng ứng, bây giờ hắn vừa gào lên đã có vài chục người chạy sang. Lúc này lão bác sĩ ở bên phía bệnh viện nhân tâm đã không còn người nào đến xem bệnh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 500